pháp đấy nó được thể hiện thông qua những cái chỉ số gì, hay là làm thế nào để chúng ta biết được là có giá trị hay là có tính tin cậy hay là có chất lượng hay không, các cái phương pháp hay các nghiệm pháp đấy có cái giá trị hay không, thì chúng ta cần phải tìm hiểu một số các cái chỉ số cũng như là một số các cái thuật toán để mà chúng ta biết được xem là chất lượng của các nghiệm pháp ở mức độ nào. Và khi mà các anh chị, các bạn mà đọc tài liệu hay là làm nghiên cứu thì chúng ta cũng có thể định hướng được là khi mà chúng ta đọc tài liệu thì chúng ta hiểu được cái liệu tài liệu đấy họ đề cập đến vấn đề gì, để nhận định các cái dữ liệu, các cái minh chứng ở trong các cái bằng chứng ở trong các cái bài báo cũng như là các công trình nghiên cứu, hoặc là khi chúng ta có những cái ý tưởng nghiên cứu hay là các cái ý tưởng đánh giá ở trong lâm sàng, ở trong quá trình thực hành nghề nghiệp thì chúng ta cũng sẽ hình dung được là chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Thì ngày hôm nay tôi tập trung chủ yếu trong vòng 2 tiếng từ giờ, thực ra cũng không còn đủ 2 tiếng nữa mà từ giờ đến 11 giờ thì tôi cũng xin phép là chia sẻ với lại các anh chị em những cái nội dung nó rất là cơ bản. Và sau đấy thì nếu ai quan tâm hoặc sau này ai làm nghiên cứu về vấn đề này thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm hoặc là trao đổi thêm. Thì có hai cái phần cơ bản gọi là mục tiêu của cái phần trình bày ngày hôm nay. Đấy là chúng ta nhận biết được ý nghĩa của các chỉ số đánh giá tính tin cậy và tính giá trị của nghiệm pháp chẩn đoán. Có những chỉ số gì đề cập đến tính giá trị và tính tin cậy mà hiện nay người ta hay dùng. Và thứ hai nữa là chúng ta làm được một việc là chúng ta phân tích tính toán một số chỉ số về độ tin cậy cũng như là tính giá trị của nghiệm pháp chẩn đoán, mà ở đây cụ thể là chúng ta tính chỉ số kappa, tính độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán âm tính, giá trị dự đoán dương tính, và tính được cái đường cong ROC, tức là diện tích vùng dưới đường cong của ROC để thể hiện cái sự phân biệt, cái khả năng phân biệt của một cái nghiệm pháp chẩn đoán giữa trường hợp bệnh và không bệnh. Thì đấy là hai cái mục tiêu chính. Như vậy là có hai nội dung, một là hiểu được ý nghĩa của các cái chỉ số và thứ hai là phải tính toán được. Và cái phần tính toán được thì nó liên quan đến sử dụng phần mềm thống kê và sử dụng các cái số liệu mà đã cung cấp để chúng ta làm ví dụ. Thì khi mà nói đến cái chất lượng của một nghiệm pháp chẩn đoán ấy, thì người ta đề cập đến hai cái khái niệm chính. Cái khái niệm thứ nhất là khái niệm về tính tin cậy, tức là cái nghiệm pháp chẩn đoán đấy có đảm bảo tính tin cậy hay không. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghiệm pháp chẩn đoán đấy đo lường trên cùng một bệnh nhân, trên cùng một trạng thái bệnh tật, thì giữa nhiều lần đo khác nhau nó có cho cùng một kết quả hay không, tức là đảm bảo được là nó không có sự dao động trong cái quá trình mà đo lường bởi những cái yếu tố do cái nghiệm pháp đấy đưa ra. Chứ còn nếu mà nó thay đổi trên bệnh nhân mà họ có thay đổi qua quá trình thì đương nhiên là người ta thấy là các cái test nó phải thay đổi, nhưng mà bệnh nhân không thay đổi gì cả thì test về mặt gọi là lý tưởng mà nói là khi dùng một cái test đấy đo lường trên cùng một tình trạng bệnh thì kết quả lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 đo nó phải ra như nhau, hay là dùng bác sĩ 1, bác sĩ 2, bác sĩ 3, bác sĩ 4 kiểm chứng để đưa ra nhận định nó phải ra kết quả như nhau, thì đấy là đề cập đến diện đến tính tin cậy, tức là cái đồng nhất về đo lường giữa các lần. Các lần ở đây có thể là cùng một người đo hay là nhiều người đo khác nhau, thì đấy là đề cập đến tính tin cậy. Cái khái niệm thứ hai khi mà người ta đề cập đến cái chất lượng của một nghiệm pháp chẩn đoán đấy là cái khái niệm về tính giá trị, tiếng Anh gọi là validity. Thế còn tin cậy thì là reliability. Thế thì tính giá trị ở đây thì thể hiện là gì ạ? Ở trong các cái thống kê thì người ta gọi là tính giá trị được thể hiện qua cái chỉ số là độ nhạy, độ đặc hiệu. Thế rồi là giá trị dự đoán dương tính, âm tính, rồi là đường cong ROC. Và hai cái khái niệm rất là cơ bản mà các anh chị nếu mà đã học dịch tễ rồi, tôi chắc chắn là các anh chị ở đây đã học dịch tễ nhưng không biết còn nhớ không? Trong cái bài sàng tuyển ấy là có đề cập đến tính độ nhạy và độ đặc hiệu, đúng không ạ? Sensitivity và specificity là hai cái khái niệm mà được đề cập ở trong dịch tễ. Độ nhạy là gì? Là xác định đúng được trường hợp bệnh. Và độ đặc hiệu là gì? Xác định đúng được trường hợp không bị bệnh. Thì hai cái khái niệm này chắc là trong lâm sàng các anh chị cũng đã nắm rõ rồi. Tôi nghĩ là trong thực hành lâm sàng thì cũng biết nhiều. Tí nữa chúng ta sẽ xem cái cách tính như thế nào. Thì đây là một cái sơ đồ mà người ta thể hiện là cái tính tin cậy và tính giá trị, reliability và validity. Thì đối với lại cái hình thứ nhất này này, thì ở đây có viết là gì ạ? Reliable mà not valid, tức là gì ạ? Là tin cậy nhưng không không giá trị. Bởi vì đây hình dung là cái thông số của quần thể hay là thông số đo chính xác nó phải ở cái điểm tâm màu đỏ này, đúng không ạ? Nhưng mà khi đo thì nó lại ra đây. Nhưng mà nó rất là tập trung ở một chỗ. Thì trong trường hợp này là đo lường nhiều lần mà nó vẫn gì ạ? Ra cái kết quả ở cùng một vị trí. Thì như vậy là gì? Là gì ạ? Tin cậy hay là giá trị? Là tin cậy nhưng không giá trị, bởi vì sao? Bởi vì nó có đo được đúng cái điểm này đâu. Giá trị của nó có rơi vào điểm đúng này đâu mà nó rơi ra ngoài. Cho nên trong trường hợp này là có tin cậy mà không, không giá trị. Tức là một cái test nào mà đo trên thực trạng mà nó ra một cái kết quả rất là tập trung vào một kết quả thôi, nhưng mà nó lại không đo đúng chính xác cái thông số của bệnh nhân chẳng hạn.
thì cái test đấy là tin cậy nhưng không không giá trị. Thế còn cái này thì sao ạ? Đo lường nhiều lần nó cứ tản mát lung tung nhưng cuối cùng là gì ạ? Cộng vào và chia trung bình ra ấy, thì cái giá trị của nó vẫn là gì? Rơi vào cái giá trị giữa này, tức là vẫn phản ánh cái giá trị của gì ạ? Giá trị thật. Nhưng mà gì ạ? Nó lại phân tán. Thì trong trường hợp này nó gọi là gì ạ? Có giá trị mà không không tin cậy. Đấy ạ. Thế còn trường hợp này thì tệ, tức là gì ạ? Chả tin cậy mà cũng chẳng giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì nó bị lệch. Tức là khi mà chúng ta cộng vào mà chia trung bình ra thì các cái giá trị mà đạt được ở đây ý, nó sẽ nằm lệch sang phía này chứ nó không bị rơi vào đây. Thì trong trường hợp này nó cũng không giá trị và cũng không tin cậy bởi vì nó vừa phân tán và vừa không không phản ánh đúng được cái thực trạng. Còn perfect nhất là gì? Hoàn hảo nhất là một cái đo lường mà gì ạ? Vừa tin cậy và vừa vừa giá trị. Và thực ra nghiệm pháp chẩn đoán là phải như thế. Chứ còn như thế này là cũng bị sai rồi. Và như thế này thì còn hơi tạm chấp nhận được nhưng mà nó bị dao động quá lớn giữa các lần đo thì cũng không hợp lý, đúng không ạ? Thì đấy là cái khái niệm rất cơ bản về chất lượng của một cái nghiệm pháp chẩn đoán. Người ta mong đợi một nghiệm pháp chẩn đoán phải có tính gì ạ? Tính tin cậy và phải có tính giá trị. Ví dụ như các anh chị dùng một cái biện pháp nào đấy hay một cái xét nghiệm nào đấy để đánh giá tình trạng bệnh nhân thì anh đợi các anh chị phải mong đợi là xét nghiệm đấy nếu bệnh nhân chưa có thay đổi gì về trạng thái bệnh tật hay bệnh lý thì gì ạ? Xét nghiệm đấy, xét nghiệm lần 1, lần 2, lần 3 nó phải giống hệt nhau về kết quả. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Nó phải phản ánh đúng là cái tình trạng bệnh nhân là có bệnh hay không có bệnh và có bệnh ở mức độ nào. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái yêu cầu rất là quan trọng về tính giá trị và gì ạ? Tin cậy. Cái chất lượng của nghiệm pháp chẩn đoán là như vậy. Thế thì chúng ta sẽ đi từng phần một ạ. Thứ nhất là tính tin cậy. Tính tin cậy ở đây thì có nhiều thuật ngữ, nếu các anh chị đọc tài liệu có thể người ta sẽ dùng từ là gì ạ? Reliability là cái thuật ngữ phổ biến và bao quát nhất là đề cập đến tính tin cậy. Thế còn cái thuật ngữ người ta dùng từ là repeatability, tức là độ lặp lại, cũng là một cái thuật ngữ dùng cho tính tin cậy. Hay là reproducibility cũng là một cái thuật ngữ dùng cho tính tin cậy, tức là lặp lại thì cũng ra kết quả như nhau, hoặc là ý là làm lại thì cũng ra kết quả như nhau. Thì hai cái tiếng Anh ở phía dưới cũng hay dùng ở trong một số các cái bài đọc. Thì thực ra nó hàm ý vẫn là chỉ tính tin cậy thôi, tức là đo lường nhiều lần thì sẽ ra cùng một cái kết quả. Thế thì ở đây cái tính tin cậy nó thể hiện ở cái sự đồng nhất giữa gì? Tính tin cậy là thể hiện sự đồng nhất giữa các lần đo. Ví dụ cùng một bệnh nhân, tôi khám nhiều lần, tôi xét nghiệm nhiều lần bởi cùng một phương pháp, bởi cùng một người làm xét nghiệm, nó ra kết quả như nhau. Hay là gì ạ? Hay là cùng một bệnh nhân thì gì ạ? Giữa các công cụ đo lường khác nhau nó ra cùng một gì ạ? Ra cùng một kết quả. Hay là gì ạ? Cùng một bệnh nhân sử dụng cùng một phương pháp nhưng mà với người sử dụng ví dụ xét nghiệm viên khác nhau hay bác sĩ đọc kết quả khác nhau thì ra cùng một kết quả, ra cùng một chỉ số. Thì cái tính tin cậy ở đây có nghĩa là độ đồng nhất trong các lần đo, và các lần đo đấy có thể được thực hiện bởi một người, nhiều người hay là gì ạ? Nhiều lần, thì cái đấy gọi là tính tin cậy. Và chúng ta rất hay gặp khi mà chúng ta làm nghiên cứu hay là chúng ta đọc là người ta đề cập đến là độ tin cậy khi lặp lại test. Tức là cùng cái test đấy tôi làm lần 1 và làm lần 2 ở hai cái thời điểm cách nhau không nhiều lắm, bởi vì cách nhau nhiều quá thì cái trạng thái của bệnh nhân nó sẽ thay đổi. Thì đấy người ta gọi là gì ạ? Test reliability, tức là khi lặp lại test. Cái này rất là hay dùng trong 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 lâm sàng cũng như là trong thực tế. Một cái nữa cũng rất hay dùng và các anh chị đọc tài liệu nghiên cứu ấy, tra cái reliability ấy, thì có thể là cũng gặp rất nhiều là độ tin cậy giữa những người chẩn đoán. Ví dụ hai bác sĩ khác nhau, anh chị có hai cùng một protocol chẩn đoán, anh chị đưa cho hai người và sau đấy các anh chị kiểm tra xem hai cái người đấy có cho kết quả chẩn đoán giống nhau không, thì đấy người ta gọi là độ gì ạ? Độ tin cậy giữa những người chẩn đoán, hay là người ta gọi là interrater hay là interobserver reliability. Đấy là cái loại thứ hai. Thì cái này rất là hay dùng, ví dụ như là trong thực tế thì chúng tôi đã sử dụng là gì? Xác định nguyên nhân tử vong liên quan đến bệnh tim mạch. Thì có hẳn một cái protocol, một cái quy trình chẩn đoán nguyên nhân tử vong tim mạch, nhưng mà cũng tóm lại là vấn đề gì về tim mạch chẳng hạn ở trong ở các cái cơ sở y tế tuyến dưới, khi mà người ta không có đủ các cái điều kiện trang thiết bị kỹ thuật thì người ta sẽ phải dựa vào bác sĩ tuyến huyện, tuyến xã, tuyến tỉnh để mà chẩn đoán xem bệnh nhân này chết do bệnh tim mạch nhưng mà do trụy tim hay là do vấn đề gì. Thì người ta có protocol chuẩn và người ta sẽ sử dụng bác sĩ để chẩn đoán. Thì trong cái nghiên cứu để xem là cái mức độ gọi là tin cậy của cái protocol đấy có hợp lý hay không ấy, thì người ta sẽ dùng hai nhóm bác sĩ khác nhau chẩn đoán cho cùng một bệnh nhân. Và sau đó người ta sẽ so sánh cái kết quả của hai nhóm bác sĩ đấy trên 30 bệnh nhân chẳng hạn.
thì người ta xem xét xem là cái sự đồng nhất trong chẩn đoán mà nó đủ tốt thì người ta sẽ dùng cái protocol đấy, còn nếu mà nó không tốt thì người ta sẽ phải xem xét lại cái quy trình cũng như protocol đấy. Thì cái này gọi là gì ạ? Interpreter hay là inter observer reliability. Các anh chị nếu mà trong quá trình mà tôi nói hơi nhanh chẳng hạn, hoặc là có gì mà chúng ta cần phải trao đổi thì cũng rất là mong các anh chị có những cái trao đổi ngay để chúng ta làm rõ các cái khái niệm, để tí nữa chúng ta đi vào các cái phần mà liên quan đến cái phần phân tích số liệu. Thì trong thực tế có rất là nhiều nghiên cứu, là tôi cũng vừa mới mấy hôm trước tôi cũng có vừa tôi ngồi search xem năm 2019 cũng có rất là nhiều các cái nghiên cứu liên quan. Thì đây là một cái nghiên cứu năm 2010 rồi. Thì đây là một cái nghiên cứu mà gì ạ, xem xét xem là cái đánh giá về các cái chỉ số nhận định bệnh tim mạch, đúng không ạ? Và sử dụng cái chỉ số là gì ạ? Đây ạ, các anh chị thấy đây là inter-observer and intra-observer agreement, tức là gì ạ? Cái sự đồng nhất trong chẩn đoán, trong đo lường của cùng một người. Cái gọi là gì? Observer tức là intra-observer, tức là cùng một người giữa các lần khác nhau thì có đồng nhất hay không. Và cái thứ hai nữa là inter-observer là giữa các người mà sử dụng cái hình thức chẩn đoán đó, cái đánh giá đó thì có kết quả giống nhau hay không. Thì đây họ cho các kết quả đây ạ. Ví dụ như là gì nhỉ? Inter-observer and intra-observer agreement for individual maker đạt ở mức độ gì ạ? Cả cái độ đồng nhất trong chẩn đoán của cùng một người và đồng nhất trong chẩn đoán giữa hai người thì là dao động từ điểm rất là tốt cho đến điểm gọi là excellent, là rất là tốt, với cái chỉ số kappa từ 0,54 cho đến 0,89. Và đối với lại gì ạ, độ đồng nhất giữa những người chẩn đoán dao động từ 0, độ đồng nhất trong một người chẩn đoán dao động từ 0,55 cho đến 0,96. Như vậy các anh chị thấy ở đây là gì ạ? Đo cái chỉ số để đo lường tính tin cậy và đo lường độ đồng nhất là bằng chỉ số gì ạ? Chỉ số gì ạ? Chỉ số kappa, đúng không ạ? Kappa ở đây bằng từ 0,54 đến 0,89 và bằng từ 0,55 cho đến 0,96. Thì đấy là chúng ta thấy là ở đây người ta dùng cái chỉ số kappa là một chỉ số để đánh giá cái độ tin cậy, cái độ đồng nhất trong chẩn đoán. Đấy là một cái chỉ số rất là cơ bản. Thế còn nhiều khi người ta sự đánh giá cái sự đồng nhất trong chẩn đoán cho những cái phần mà biến liên tục. Ví dụ anh chị làm xét nghiệm, một người ra 0,7, một người ra 0,5, bệnh nhân thứ hai một người ra 0,6, một người ra 0,6, bệnh nhân thứ ba một người ra 0,55, một người ra 0,56, ví dụ như thế. Thì người ta so sánh cái điểm số mà hai cái người làm xét nghiệm khác nhau trên hai trên cùng một nhóm bệnh nhân ấy, thì người ta có thể dùng cái hệ số tương quan. Thì cái đấy cũng hay dùng cái hệ số tương quan R Pearson correlation hoặc là Spearman correlation ấy, thì cái đấy cũng hay dùng. Nhưng mà thường là khi nói đến bác sĩ chẩn đoán thì thường là cái đầu ra nó sẽ là có hay không bệnh, hay là có bệnh ở mức độ 1 hay mức độ 2, ví dụ như thế. Thì thường người ta dùng cái hệ số là gì ạ? Hệ số kappa. Thế còn với đầu ra là biến định lượng liên tục ấy thì người ta dùng correlation là chính. Nhưng ở đây thì tôi sẽ không giới thiệu cái phần correlation đấy mà dùng cái kappa. Thế đây là một ví dụ nữa là so sánh về gì ạ? Giữa cái kết quả tự báo cáo này, rồi là cái gọi là mã số được chẩn đoán sau khi ra viện này, đối với lại những cái trường hợp mà sự kiện về tim mạch, đúng không ạ? Thì người ta so sánh hai cái dữ liệu, cái kết quả một là do bệnh nhân tự báo cáo và cái thứ hai là kết quả chẩn đoán ở bệnh viện. Thì người ta xem có đồng nhất hay không, để xem là bệnh nhân có nhớ không, rồi bệnh nhân có hiểu không. Thì người ta thấy ở đây là gì? Cái kappa nó dao động từ 0,64 đến 0,84, đúng không ạ? Đối với từng loại bệnh một. Thế thì còn đối với cái trường hợp này thì là gì ạ? Là kappa dao động từ 0,79 cho đến 0,92 vân vân. Thì đấy là cái cách mà người ta hay làm trong nghiên cứu. Thì nếu các anh chị đọc tài liệu thì các anh chị sẽ thấy là nó cũng có rất là nhiều trong các cái nghiên cứu, đúng không ạ? Đây là đồng nhất giữa các nguồn thông tin về cùng một cái chẩn đoán của bệnh nhân, đúng không ạ? Xem các thông tin cung cấp nó có giống nhau hay không. Đây là một cái rất là mới năm 2019, đúng không ạ? Là một cái nghiên cứu xem cái độ đồng nhất trong cái việc là đưa ra cái gì nhỉ, giữa bốn nghiên cứu viên chăm sóc sức khỏe ban đầu và bác sĩ tim mạch trong cái quá trình mà chẩn đoán, đúng không ạ? Xem họ chẩn đoán có tương đồng với nhau không. Và đây họ cũng dùng cái chỉ số gì ạ, kappa, và người ta phát hiện ra là kappa ở đây bằng 0,71 cho trường hợp là giữa các gì ạ, nghiên cứu viên, và 0,8 giữa gì ạ, các cái nghiên cứu viên của cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thì các anh chị có thể đọc thêm sau thì để minh họa là gì ạ, người ta dùng rất là nhiều chỉ số này trong cái quá trình mà làm nghiên cứu đánh giá cái độ đồng nhất trong chẩn đoán.
Đây cũng là một ví dụ nữa là so sánh giữa hai công cụ với mức độ đồng nhất trong chẩn định, trong chẩn đoán suy nhược ở bệnh nhân phẫu thuật tim mạch, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái nữa, và họ cũng dùng chỉ số gì ạ? Chỉ số Kappa. Đấy là những cái ví dụ rất là nhiều ạ. Năm 2019 rất nhiều các cái nghiên cứu mới. Ở trong cái phần mà tài liệu tôi gửi cho các anh chị thì có một số bài báo để các anh chị có thể đọc để làm rõ hơn. Thế thì ở đây chúng ta đi thẳng vào luôn cái chỉ số Kappa. Chỉ số Kappa thì được sử dụng để đánh giá phần trăm đồng ý giữa hai hoặc là nhiều người chẩn đoán khi mà đánh giá về một hiện tượng sức khỏe nào đó. Nhưng mà ở đây muốn đề cập đến là cái hệ số này nó đã loại trừ đi cái sự đồng nhất trong chẩn đoán do may rủi. Bởi vì nhiều khi là chẩn đoán ngẫu nhiên, bạn này chẩn đoán bệnh nhân này là ở cấp độ A, ở mức độ A, bệnh nhân kia ở mức độ B. Một bạn nữa chẩn đoán, nhiều khi là hai người chẩn đoán giống nhau là do vô tình hay do may rủi thôi. Bởi vì trong cuộc sống luôn luôn có những cái xác suất may rủi. Thì cái hệ số Kappa này nó được tính là cái độ đồng nhất mà sau khi đã loại bỏ đi những cái đồng nhất mà do may rủi. Bởi vì cái đồng nhất do may rủi nó không phản ánh cái chất lượng của một cái nghiệm pháp chẩn đoán, cũng như không phản ánh chất lượng của một cái quy trình chẩn đoán. Thì loại bỏ đi cái vai trò đấy thì cái hệ số Kappa là sự đồng nhất do thực sự là một cái quy trình nó tốt, đủ tốt để mà gì ạ, người ta có thể làm ra được một cái chẩn đoán nó đồng nhất với nhau. Thế thì nếu như mà trong trường hợp mà perfect nhất mà hai người hay là nhiều người chẩn đoán mà có đồng nhất cao nhất thì sao ạ? Thì có nghĩa là 100% gì ạ? Các cái trường hợp là được chẩn đoán giống nhau sau khi đã loại bỏ các yếu tố may rủi. Đúng không ạ? Và nếu mà tỷ lệ đồng ý quan sát được mà lớn hơn cái tỷ lệ đồng ý mong đợi thì K lớn hơn 0. Và nếu mà tỷ lệ đồng ý quan sát được nhỏ hơn bằng tỷ lệ đồng ý do may rủi thì K nhỏ hơn 0. Như vậy là gì ạ? K luôn luôn phải diện nên lớn hơn 0. Chứ nếu mà nhỏ hơn 0 là vứt đi rồi. Tức là đồng nhất mà lại còn nhỏ hơn cả cái yếu tố may rủi nữa thì thôi, không có ý nghĩa gì trong chẩn đoán nữa, đúng không ạ? Không có giá trị gì. Cho nên là K thì càng gần 1 thì càng tốt, tức là độ đồng nhất càng tốt thì nghiệm pháp đó càng gì ạ? Càng có cái tính tin cậy cao. Thì cách tính là như sau ạ. Cách tính ở đây thì chúng ta sẽ lập bảng. Nếu mà chúng ta tính tay ấy, thì chúng ta sẽ lập bảng. Và bảng ở đây sẽ là gì? Ví dụ như bác sĩ 1 chẩn đoán là có bệnh và không bệnh, bác sĩ 2 chẩn đoán là có bệnh không bệnh, thì chúng ta sẽ tính là A là tỷ lệ phần trăm mà bác sĩ 1 và bác sĩ 2 đều chẩn đoán là gì ạ? Là có bệnh. Và D là gì ạ? Là tỷ lệ phần trăm mà gì ạ? Bác sĩ 1 và bác sĩ 2 đều chẩn đoán là không bị bệnh. Nhưng mà B là tỷ lệ phần trăm số trường hợp mà bác sĩ 2 chẩn đoán là có bệnh nhưng bác sĩ 1 chẩn đoán là không có bệnh. Và C là số tỷ lệ phần trăm bác sĩ 1 chẩn đoán là có bệnh nhưng bác sĩ 2 chẩn đoán là không có bệnh. Chúng ta phải lập cái bảng này và sau đó chúng ta cộng tổng hàng cho trường hợp bác sĩ 2 chẩn đoán có bệnh là P. Tỷ lệ phần trăm bác sĩ 2 chẩn đoán là không có bệnh là Q1 và tương tự như vậy. Thì chúng ta lập được bảng và hệ số K này xong một hồi tính toán thì nó ra là K bằng 2 nhân với AD trừ BC và chia cho P1 nhân Q2 cộng với P2 cộng Q. Thực ra cái quá trình mà hình thành công thức này nó cũng không khó lắm, nhưng mà thôi cũng không có thời gian. Thì chúng ta chỉ cần áp dụng thôi, thì chúng ta cũng không cần tìm hiểu tại sao nó ra công thức như vậy. Thì cái K này gì ạ? K này nó bằng như vậy, bằng cái công thức như thế. Và đây là một ví dụ ạ. Đây là ví dụ là đây là số lượng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đầu tiên khi với một cái nghiên cứu thì bao giờ chúng ta cũng phải có số lượng trước, chứ chẳng bao giờ ai tính cho chúng ta ra phần trăm, đúng không? Thế thì ở đây là gì ạ? Số lượng đây, ví dụ như tổng cái cỡ mẫu nghiên cứu là 19.790, ví dụ như thế, đúng không ạ? Và bác sĩ 1 và bác sĩ 2 đồng nhất trong chẩn đoán có bệnh là 1.6467 và đồng nhất trong chẩn đoán không có bệnh là 16.232 và tương tự như vậy. Thì từ cái bảng này chúng ta mới tính phần trăm ra là gì ạ? Lấy 1.467 chia cho cái số này, đúng không ạ? Chia cho tổng này thì xem bao nhiêu, tức là có 7.4% là đồng nhất trong chẩn đoán là có bệnh và 82% là gì ạ? Đồng nhất trong chẩn đoán là không có bệnh, còn đây là không đồng nhất. Và cuối cùng thay vào kết quả theo cái bảng vừa rồi thì ra cái K này bằng 0.54. Các anh chị có thời gian thì sẽ thử tính, về nhà thử tính xem có đúng không. K bằng 0.54 thì là thấp hay cao? Lúc đấy chúng ta sẽ đặt câu hỏi là với K bằng 0.54 thì xác định là cái quy trình chẩn đoán này hay cái phương pháp chẩn đoán này có tính tin cậy hay không? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như vậy. Và đây là một số các cái gợi ý cho nhận định cái hệ số Kappa. Thì y văn trên thế giới thì đa số người ta công nhận là gì ạ? Là với Kappa mà nhỏ hơn 0.4 thì cái độ đồng nhất này gọi là gì? Là đồng nhất yếu.
từ 0,4 đến 0,6 thì là đồng nhất ở mức độ trung bình, và thường người ta mong đợi là một cái nghiệm pháp chẩn đoán hay một cái hồ sơ hay là một cái phương pháp chẩn đoán nó phải có độ tin cậy là ít nhất là ở mức 0,6 đến 0,8. Còn nếu từ 0,81 đến 0 đến 1 thì là tốt rồi, là rất tốt rồi. Thì đấy là những cái gợi ý để chúng ta nhận định về cái độ đồng nhất trong chẩn đoán là chúng ta lựa chọn. Cho nên nếu như chúng ta có nhiều protocol chẩn đoán bệnh nhân khác nhau mà cái nào mà có độ tin cậy càng cao thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó, đúng không ạ? Thì đấy là gì ạ? Đấy là phần lý thuyết cho độ tin cậy. Thì còn bây giờ sang cái phần mà thực hành. Thì mời các anh chị chúng ta mở gì ạ? Mở cái file số liệu là Kappa ra. Thì trong cái file số liệu này ở trong Stata. Các anh chị có file Kappa không ạ? Các anh chị có số liệu không ạ? Trong cái folder là gì ạ? Bài tập Kappa ấy, mời các anh chị mở cái file số liệu kappa.data ra. Chúng ta mở được chưa ạ? Và chúng ta muốn xem lại cái... chúng ta bấm vào đây ạ. Thì chúng ta thấy là trong cái file số liệu này thì sẽ có gì ạ? Có một biến số tên là doc1 và một biến số tên là doc2 và cái biến ID. Như vậy là tổng số cái cấu mẫu nghiên cứu này là có 30 trường hợp bệnh nhân, đúng không ạ? Và bác sĩ 1 thì chẩn đoán trường hợp bệnh nhân số 1 ý, thì bác sĩ 1 chẩn đoán là có bệnh, bác sĩ 2 cũng chẩn đoán là có bệnh. Và trường hợp 2 thì bác sĩ 1 chẩn đoán có bệnh nhưng bác sĩ 2 chẩn đoán là không có bệnh. Đúng không ạ? Các anh chị thấy trên cái bảng này nó thể hiện số liệu rất là rõ. Và như vậy, nếu các anh chị muốn phân tích thì các anh chị phải nhập số liệu dưới dạng này. Và ở đây thì chúng ta sẽ nói có bệnh, nếu mà mã hóa ra nó là 1 và không có bệnh là nhập số liệu bằng 0. Đấy ạ. Chứ nếu mà chúng ta nhập mà có bệnh là bằng 1 và không có bệnh bằng 2 thì nó sẽ hiểu hai là có bệnh cũng không sao cả, cuối cùng Kappa nó cũng ấy thôi, cũng ra đúng thôi, nhưng mà như thế thì sẽ không giống với cách mà chúng ta hay tổng hợp số liệu và phân tích số liệu. Thì như vậy là chúng ta phải lập một cái bảng như này trên Excel hoặc là trên Epidata hoặc là trên gì ạ? Trên Stata phải có bảng dữ liệu như này. Thì rất là đơn giản ạ. Đây ạ, trong cái file này các anh chị thấy là nó có cái lệnh để tính cái độ đồng nhất trong chẩn đoán. Thì chúng ta dùng lệnh gì ạ? Dùng lệnh các thôi ạ. Là gì ạ? Rater 1 và Rater 2 tức là cap. Thế xong sau đấy là ở đây biến số của chúng ta là gì ạ? Rater 1 là doc 1 và Rater 2 là doc 2, và sau đó đánh lệnh cap thì nó sẽ ra kết quả Kappa đây ạ. Các anh chị đã mở được chưa ạ? Ai chưa mở được ạ? Tại sao em chưa có file hay sao? À thế ạ. Ừ. Còn bạn nào nữa nhỉ? Em à? Tại sao lại chưa có file hay không mở được file? À đây, file này. Em có Stata chưa? Đây vào đây, em vào đây. Vào Stata. À không cài được à? Đây được rồi, em mở vào đây đi. Chọn cái đường dẫn vào đấy xem nào. Các anh chị chạy thử luôn đi ạ. Dùng đánh cap này, xong đến doc 1, doc 2, xong phẩy tab thì nó sẽ ra kết quả Stata cho chúng ta. Rồi đúng không? Được, trường hợp này được rồi. Được không em? Được không? Đâu cái file số liệu kia đâu? Cái file cap đâu? Em lưu ở đâu? Mở desktop ra, open ở desktop ra. Nếu mà, bởi vì thời gian nó cũng hơi ít ý, cho nên nếu mà bạn nào mà không làm được thì có khi là phải
phải tập trung nghe đấy, xong sau đấy nhìn với bạn bên cạnh vậy thì chúng ta sẽ làm sau, bởi vì là nếu không thì chúng ta sẽ không. Được chưa em? Vẫn chưa được à? Không phải đợi các bạn em. À, các anh chị đã ra được cái bảng này chưa ạ? Thì các anh chị thấy là họ đã lên, khi mà chúng ta đánh lệnh tab thì nó sẽ ra cả cái bảng này cho chúng ta, còn nếu không ấy thì nó chỉ ra cho chúng ta cái phần này thôi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Số trường hợp mà bác sĩ chẩn đoán là không có bệnh giống nhau là gì? 14, và bác sĩ đều chẩn đoán là có bệnh giống nhau là 10, như vậy là tổng số trường hợp mà đồng ý là 24 đúng không ạ? Và tổng số trường hợp không đồng ý là 6 trường hợp. Và ở đây chúng ta thấy là cái hệ số kappa ở đây là gì ạ? Là 0,59,28, như vậy là đạt ở gần mức tốt đúng không ạ? Xít soát cái mức 0,6. À, thì ở đây chúng ta lưu ý là gì? Cái phần này nó có đề cập là expected agreement là 50,89. Và như vậy cái hệ số P ở đây này, cái P ở đây là nó nhỏ hơn 0,01, để nó chứng tỏ rằng cái kappa này nó lớn hơn cái expected agreement, hay nó có sự khác biệt, thì có nghĩa là cái sự đồng nhất này, là cái chỉ số này là dùng được và cái độ đồng nhất này là hợp lý. Đấy ạ, thì đấy là cái hệ số kappa. Trong thực tế thì nhiều khi cái chẩn đoán bệnh không phải đơn thuần chỉ là đưa ra có hay không đúng không ạ? Mà chẩn đoán bệnh người ta có thể đưa ra là có người thì chẩn đoán là bệnh độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Thì giữa các cái độ khác nhau ấy thì các bác sĩ nó cũng có sự dao động, có thể là cùng là chẩn đoán bệnh rồi nhưng có bác sĩ chẩn đoán là độ 1, có bác sĩ chẩn đoán độ 2, có bác sĩ chẩn đoán độ 3. Thì trong những trường hợp như vậy phức tạp thì kappa họ cũng cho cái tính toán theo cái cách, và theo cái cách như vậy, và người ta có thể gì ạ? Người ta có thể đánh giá là ví dụ như hai người đều cùng chẩn đoán là độ 1 thì độ giống nhau thì độ đồng nhất là 1. Nhưng ví dụ như một người chẩn đoán là độ 1 và một người chẩn đoán độ 2 thì độ đồng nhất người ta tính được là anh cho là 80%, nhưng ví dụ một người chẩn đoán độ 1, người chẩn đoán độ 3 thì độ đồng nhất có thể nó chỉ còn 50% thôi. Ví dụ như thế chẳng hạn. Thì tùy theo từng trường hợp mà người ta có thể cho cái sự đồng nhất nó khác nhau giữa các cái cấp độ chẩn đoán. Thì cái trường hợp đấy nó phức tạp hơn, thì trong cái data này nó cho phép chúng ta phân tích cái điều đấy. Nhưng mà chắc là nếu mà ai làm nghiên cứu vấn đề này thì chắc là phải gặp riêng hoặc là trao đổi hoặc là tìm hiểu thêm sau. Ở trong data nó có cái lệnh cap và lệnh cap 3 thì các anh chị tìm hiểu thêm, đọc thêm tài liệu. Trong cái thời gian ngắn này tôi sợ là tôi mà giải thích thì sẽ làm cho anh chị bị rối, cho nên từ hiện nay thì cũng giới thiệu sơ bộ là trong data nó có một cái chỉ số giúp chúng ta tính toán cái chỉ số cap 3, và chúng ta phải thiết lập cái số liệu theo cái hình thức như vậy, tức là đưa ra cái bảng và có mỗi một cột là một cái chỉ số chẩn đoán của mỗi một cái người chẩn đoán hay là một lần chẩn đoán khác nhau. Thì để cho chúng ta có thể có thời gian để chúng ta chuyển sang các cái phần khác. Thì đến cái phần này các anh chị có hỏi gì không ạ? Ngoài ra ấy, thì trong cái file Excel, trong cái slide này thì tôi cũng có hướng dẫn các anh chị cái lệnh trực tiếp. Tức là nếu các anh chị không có bộ số liệu ở trong máy thì các anh chị có thể nhập lệnh trực tiếp bằng cách là đánh cái lệnh tabi. Lưu ý là không có chữ T này, không có hoa đâu ạ. Viết vào đây nó cứ bị nhảy thành chữ có hoa đấy ạ. Là gì ạ? Chúng ta có thể dùng lệnh trực tiếp và chúng ta điền thông số ABCD theo cái lệnh như này. Xong đến list, xong đến cap, col, row theo cái lệnh như này trong file Excel các anh chị có. Thì AB đây chính là tỷ lệ gì ạ? Tỷ lệ phần trăm đồng ý, không đồng ý,
Rồi là CV cũng tương tự như vậy, theo cái bảng mà chúng ta đã chiếu ở trên đấy ạ. Chính là cái bảng này đấy ạ. Thì chúng ta nhập AB xong gạch một cái CD. Thì chúng ta không cần có bộ số liệu ở trong máy mà chúng ta đánh trực tiếp vào thôi ạ. Đây ạ, ví dụ như này, ví dụ như là trường hợp này là gì nhỉ? Trường hợp này là A là 10 này, đúng không ạ? B là 3 này, đúng không ạ? C là 3 và D là 14. Thì chúng ta có thể đánh lệnh là DABI này, chúng ta khai vào. 10 này, 3 này, 3 này, 14 này, đúng không ạ? Table đúng không ạ? À nhầm, replace. Tức là chúng ta phải replace cái bảng ở trong 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 dữ liệu đúng không ạ? Nhầm. Tabi A là bao nhiêu nhỉ? 10 này, 3 này. 3 14 đúng không ạ? Replace. Replace. Ok. Nó ra bảng giống của chúng ta chưa ạ? Sau đây thì chúng ta phải yêu cầu nó list ra. Đấy. Thì xong bắt đầu với chúng ta mới dùng gì ạ? Lệnh cáp này. Cáp ở bên đây sang. Tức là gì ạ? Yêu cầu cấp 3 là yêu cầu máy là nó dùng cái hàng và cột thay cho cái lệnh đốc 1 và đốc 2 đấy ạ. Đấy ạ, thì chúng ta sẽ thấy là nó lại ra gì? Kết quả cho chúng ta là gì ạ? Cấp 3 bằng 0,59,28. Như vậy trong trường hợp mà chúng ta không có bộ số liệu trong máy thì chúng ta đành phải nhập bằng tay cái này, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra kết quả cho chúng ta. Thì đấy là cái mà chúng ta trong trường hợp không có bộ số liệu mà muốn tính nhanh bằng tay là như vậy. Trong những trường hợp mà chúng ta muốn làm cấp 3 phức tạp hơn, ví dụ như là chúng ta có thể quy định chúng ta có ba ba cái người khác nhau chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng lệnh kappa. Thì các anh chị hoàn toàn có thể search ở đây ạ, trong Stata nó có cái lệnh help, thì các anh chị về các anh chị tìm hiểu thêm help kappa thì nó sẽ ra chúng ta rất là nhiều các option khác nhau trong tính toán. Chúng ta đọc ở trong này đúng không ạ, thì có thể là gì ạ, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều các cái option cho tính toán. Đây ví dụ như kappa thì chúng ta có thể là doctor 1, doctor 2, doctor 3, hoặc là category 1, category 2, category 3, tùy theo chúng ta gọi tên biến là gì. Thì chúng ta có thể dùng những cái lệnh này. Đấy, đúng không ạ? Để ba người cũng được, bốn người cũng được. Thế rồi là đây ạ, đây là một cái ví dụ. Đây là một cái ví dụ mà một cái trường hợp mà gì ạ? Có hai người khác nhau, đúng không ạ? Chẩn đoán bệnh nhân nhưng mà có cái mức độ chẩn đoán nó không phải chỉ là có không mà có gì ạ? Có bình thường này, rồi là u lành này, nghi ngờ này, ung thư này. Và đây là cái tỷ lệ phần trăm mà họ đây là cái gọi là cái rate. Ví dụ như cả hai người đều chẩn đoán là bình thường thì là cái độ đồng ý được tính là 100%. Hai người đều, một người chẩn đoán là bình thường, một người chẩn đoán là có u lành thì độ đồng ý là 8, 0,8 là 80%. Một người chẩn đoán là bình thường, một người chẩn đoán là gì ạ? Nghi ngờ thì độ đồng ý là 0%. Thì cái này chúng ta có thể yêu cầu máy nó gì ạ? Nó nhập cái dữ liệu này vào cho chúng ta. Đấy là do quan điểm mà chúng ta đưa ra để tính cái độ đồng nhất. Rồi chúng ta có thể thay là hai người đều đồng ý là bình thường thì là 100%, nhưng một người đồng ý là gì ạ? À, một người là chẩn đoán là bình thường và một người chẩn đoán là gì? Là u lành thì có thể là 0,7, 0,5 tùy chúng ta. Tức là cái này chúng ta phải cân nhắc trên bối cảnh lâm sàng xem là cái sự nguy hiểm của cái việc không đồng nhất trong chẩn đoán nó có giá trị ở mức độ như thế nào. Thì chúng ta sẽ phải
đưa cái thang này vào và sau đó thì gì ạ? Chúng ta sẽ nhập các cái dữ liệu này vào và sau đấy chúng ta dùng lệnh, đúng không ạ? Đây đây chính là cái lệnh mà chúng ta đưa vào. Thì các anh chị nếu mà quan tâm hoặc là làm nghiên cứu về vấn đề này thì chúng ta phải tìm hiểu thêm ở trong Stata, nó hoàn toàn có một cái option gọi là gì ạ? Gọi là help kappa. Đánh cái lệnh help kappa này để tìm hiểu thêm, bởi vì hôm nay tôi nói xong mai các anh chị lại quên ngay. Thì nếu như ai mà có nhu cầu thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái phần này. Thì như vậy là cái phần mà gì ạ? Tính tin cậy của nghiệm pháp chẩn đoán thì có lẽ là xin dừng ở đây. Nếu ai chưa hiểu phần này thì xin các anh chị giơ tay để chúng ta có thể giải thích thêm. Sau đó thì chúng ta đi sang cái phần tính giá trị, bởi vì cái phần tính giá trị nó khá là dài. Có ai cần hỏi gì thêm không ạ? Vâng, nếu mà chúng ta tạm thời chưa hỏi gì, chắc là phải lúc nào làm thì mới hỏi, đúng không ạ? Bây giờ thì đang tìm hiểu khái niệm đã. Thì chúng ta đi sang cái phần thứ hai là phần giá trị của nghiệm pháp chẩn đoán. Giá trị là gì ạ? Giá trị là phản ánh là xác định đúng, trả lời đúng cái câu hỏi mà tôi hỏi. Ví dụ như chẩn đoán bệnh nhân là có bệnh tim mạch hay không, thì một cái nghiệm pháp phải trả lời được là có bệnh tim mạch ở mức độ nào. Đấy, chứ không phải là tôi hỏi về bệnh tim mạch có hay không lại trả lời là xương khớp hay là thấp khớp hay cái gì đấy, thì nó sẽ là không không chính xác. Cho nên nghiệm pháp chẩn đoán mà có giá trị có nghĩa là đo đúng thứ cần đo, đúng không ạ? Có rất là nhiều câu hỏi về giá trị, ví dụ như là liệu test nhanh trong chẩn đoán đái tháo đường thì có giá trị không, có chẩn đoán được đái tháo đường không, hay là liệu test PI có giá trị trong chẩn đoán ung thư dạ dày không, hay là sử dụng bộ câu hỏi thì có giá trị chẩn đoán trong nghiện rượu không. Thì tóm lại tính giá trị là cái khả năng mà đo lường đúng cái đặc tính mà chúng ta cần đo. Ví dụ đây ạ, đây là một cái nghiên cứu cũng mới, đúng không ạ? Xác định nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân ở người già, đúng không ạ? Sử dụng cái chỉ số là gì ạ? Troponin 1 à, ở cái mức độ gì ạ? Nhạy cảm cao, thì cái giá trị của nó là mức độ như thế nào? Thì đây là một cái cũng mới trong tạp chí Biomarker năm 2019 cũng vừa mới đưa ra. Và trong cái này các anh chị thấy là họ nói đến là gì ạ? Họ dùng cái chỉ số, ở đây họ dùng cái chỉ số là gì nhỉ? AUROC này này, là Area Under ROC Curve, tức là diện tích vùng dưới đường cong của ROC. Đấy là một cái chỉ số mà người ta dùng trong gì ạ? Trong đánh giá cái tính giá trị. Hay là đây là một cái nghiên cứu người ta đánh giá tính giá trị và độ đặc hiệu, đúng không ạ? Đây cái này mới tinh tình tình này, đúng không ạ? Thì ở trong cái nghiên cứu này người ta cũng chẩn đoán là tính giá trị và chẩn đoán tính độ nhạy và độ đặc hiệu của cái gì automated detection of early, cái này là gì các anh chị? Bệnh tim mạch gọi là cái gì? Là gì ạ? Tiếng Việt gọi là gì ạ? Dạ. À, đấy. Thì đối với lại sử dụng cái hình thức này thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu chẩn đoán được sớm như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái kết quả thì ra là gì ạ? Độ các anh chị đọc các anh chị sẽ thấy này, là độ nhạy là 96,2%, đúng không ạ? Và độ đặc hiệu là 90,1%. Và positive and negative predicted value là giá trị dự đoán âm tính, dương tính và âm tính lần lượt là 23,2% và 99,9%. Như vậy là cái giá trị dự đoán dương tính thì rất là thấp, nhưng mà giá trị dự đoán âm tính thì rất là cao, thể hiện cái sự đặc hiệu của cái phương pháp này, đúng không ạ? Và chẩn đoán đúng, tỷ lệ chẩn đoán đúng là 90,2%, đúng không ạ? Thì đây, cái trong cái nghiên cứu này thì người ta chỉ dùng độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, âm tính và gì ạ? Tỷ lệ chẩn đoán đúng, đúng không ạ? Đúng thì có thể là chẩn đoán không có bệnh và chẩn đoán có bệnh, đều là đúng thì nó gọi là gì ạ? Tỷ lệ chẩn đoán đúng. Hay là đây là một cái nghiên cứu nữa nói về gì ạ? Độ nhạy, độ đặc hiệu của cái gì nhỉ? NT-proBNP trong phát hiện heart failure ở cái đối tượng gì đây? Sau kiểm tra, sau xét khám gì đây? Đúng không ạ? Thì trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng đối sử dụng cái chỉ số này thì thấy rằng có độ nhạy là 50,7% và độ đặc hiệu là 72,6%, đúng không ạ? Và trong nghiên cứu này thì họ chỉ báo cáo hai cái chỉ số đấy thôi, đúng không ạ? Và họ báo cáo một cái chỉ số nữa, đấy chính là cái hệ số tương quan đấy với lại một cái chỉ số khác ở trong máu.
Nhưng mà cái quan tâm của cái nghiên cứu này là người ta đề cập đến tính độ nhạy và độ đặc hiệu của cái chỉ số này trong phát hiện suy tim, đúng không ạ? Thế thì nghiệm pháp chẩn đoán ở đây là gì? Là bất cứ cứ triệu chứng hay là nhóm triệu chứng hay là một cái xét nghiệm nào để sử dụng để làm chỉ điểm định hướng cho chẩn đoán một cái bệnh hay một tình trạng nào đó thì gọi là nghiệm pháp chẩn đoán, đúng không ạ? Rất nhiều trong cuộc sống. Thì có hai loại nghiệm pháp chẩn đoán, một là nghiệm pháp định tính và hai là nghiệm pháp định lượng. Định tính là gì? Là chúng ta ra kết quả dương tính, âm tính và ra các độ, là ra chẩn đoán là độ 1, độ 2, độ 3. Thế còn định lượng là gì? Là ra kết quả xét nghiệm, ví dụ như là cholesterol là bằng bao nhiêu miligam milimol, ví dụ như thế chẳng hạn, hay là gì ạ? Hay là chỉ số, một cái chỉ số nào đấy tính ra bằng một con số định lượng. Thì nghiệm pháp chẩn đoán nó có thể dưới hai dạng như vậy. Cái hình thức kinh điển nhất để đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán ngày xưa người ta làm ấy, là đánh giá dựa trên hình vẽ. Thì một cái ví dụ rất là kinh điển trong cái trường hợp này mà liên quan đến tim mạch của chúng ta, đấy là vào năm 1966 thì đơn vị chăm sóc mạch vành của bệnh viện Edinburgh được thành lập. Và ở đây này, họ nhận tất cả các bệnh nhân dưới 70 tuổi mà có nghi ngờ về nhồi máu cơ tim trong vòng 42 giờ. Và chính vì vậy mà họ trở nên quá tải rất là nhanh. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra đối với họ là làm thế nào để phân biệt được bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay không? Để mà họ gì ạ? Sàng lọc bệnh nhân để có nhận vào hay không, nhận vào để giảm tải cho bệnh viện. Và qua quá trình theo dõi bệnh nhân thì người ta thấy rằng là tình trạng tăng men creatinine kinase có thể giúp chẩn đoán nhồi máu cơ tim sớm hơn là sử dụng SGOT và SGBT. Cái này có thể nó cũng cũ rồi, tôi không biết là hiện nay các anh chị trong thực hành lâm sàng các anh chị có sử dụng những chỉ số này hay không, nhưng đây là một ví dụ rất là kinh điển năm 1966. Người ta thấy rằng là cái chỉ số creatinine kinase có thể giúp sàng lọc những trường hợp nhồi máu cơ tim sớm hơn những cái chỉ số khác. Thế là họ mới làm một cái nghiên cứu là dùng gì ạ? Lấy máu của 360 bệnh nhân vào viện và tiến hành xét nghiệm cái này hai lần. Một cái là vào lúc nhập viện và một cái vào sáng hôm sau của cái ngày nhập viện. Và họ lấy cái kết quả là điện tâm đồ, bệnh án và kết quả mổ tử thi, ba cái đấy gộp vào làm tiêu chuẩn vàng để xác định bệnh nhân có thực sự nhồi máu cơ tim hay không. Và sẽ có một bác sĩ bị làm mù với kết quả về của creatinine kinase để đọc cái điện tâm đồ mổ tử thi, tức là đưa ra cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán, đúng không ạ? Và chẩn đoán chuẩn vàng ở đây là bằng cái này, đúng không ạ? Bằng cái chỉ số này. Để xem nên là như vậy là gì, đối với một cái nghiệm pháp chẩn đoán để mà chúng ta đánh giá được ấy, là chúng ta phải có một cái chuẩn vàng để chúng ta so với nó, bởi vì nếu như không có chuẩn vàng thì so vô nghĩa, hai cái không chuẩn so với nhau thì chả có giá trị gì cả. Cho nên để trong đánh giá một cái nghiệm pháp chẩn đoán thì bao giờ cũng phải có chuẩn vàng, và chuẩn vàng ở đây thường là gì ạ? Sinh thiết, mổ tử thi, hoặc là hiện nay nếu như công nghệ chẩn đoán cao hơn có thể cộng hưởng từ hay là một cái công nghệ gen hay cái gì đấy, thì thường là những cái nghiệm pháp chẩn đoán muốn đánh giá được tính giá trị là phải dùng gì ạ? Là phải dùng chuẩn vàng. Thế còn trong thực tế ở trong cộng đồng thì người ta có thể so sánh nhiều cái phương pháp với nhau, xem cái độ tương quan giữa các phương pháp cao thấp thế nào thì cũng là một chỉ điểm, nhưng đấy cũng không phải là một cái được khuyến cáo làm nhiều lắm, mà chủ yếu là phải xác định xem trong một khi đánh giá một nghiệm pháp chẩn đoán thì phải xác định chuẩn vàng là cái quan trọng nhất. Cái gì là chuẩn vàng? Và chuẩn vàng có thể là một thứ mà kết hợp nhiều phương pháp cộng lại để ra được một cái chẩn đoán xác định chắc chắn thì cũng được, thì có thể gọi là chuẩn vàng cũng được, nhưng mà miễn là cái chuẩn vàng đấy có nghĩa là thứ là phải đúng, tức là thực sự gần nhất với lại bệnh tình trạng của bệnh nhân thì mới dựa vào đấy để đánh giá được. Cho nên là nếu như chúng ta không chẩn vàng thì đừng bao giờ tính độ nhạy, độ đặc hiệu cho một phương pháp hay một nghiệm pháp khác, bởi vì nó sẽ không có giá trị gì cả. Thì đây là kết quả mà gì ạ? Trong 360 trường hợp đó thì người ta thấy rằng là gì ạ? Trong số những bệnh nhân mà được chẩn đoán thực sự là nhồi máu đấy, bằng mổ tử thi rồi sóng chênh, tê chênh các thứ đấy, thì sẽ có là 230 trường hợp bệnh nhân thực sự là nhồi máu, thực sự thật sự đấy, được chẩn đoán bằng mổ tử thi đấy, và 130 bệnh nhân là không nhồi máu. Và đây là chỉ số creatinine kinase của họ, dao động từ 0 cho đến 480. Đây là kết quả đặt lên trên bàn là như thế. Thì thấy là 35 bệnh nhân trong nhóm có nhồi máu và không bệnh nhân nào trong nhóm không có nhồi máu mà có gì ạ? Đây ạ. Có 35 trường hợp nhồi máu là có cái chỉ số creatinine kinase cao hơn 480. Đúng không ạ? Và có 2 bệnh nhân trong nhóm có nhồi máu, đây ạ. Và 88 bệnh nhân trong nhóm không có nhồi máu thì có cái chỉ số này dưới mức 40, bởi vì nó đang nằm ở đây. Các anh chị nếu đặt cái đường kẻ ngang thì thấy đúng không ạ? Là có 2 và 88. Tức là như vậy, nếu như chúng ta đặt cái ngưỡng là
Với bệnh nhân nếu mà sàng lọc ấy, là bệnh nhân có creatinine kinase từ 40 trở lên thì được coi là có nhồi máu, thì chúng ta phát hiện được gì ạ? Gần hết các trường hợp, chỉ bỏ sót có hai trường hợp này thôi. Bởi vì là họ có creatinine kinase nhỏ hơn 2 mà, à nhỏ hơn 40 mà, thì bỏ sót mất hai trường hợp này. Và gì ạ? Nếu và chúng ta gì ạ? Xác định được là gì? 88 trường hợp không có nhồi máu. Thì như vậy là gì? Bỏ sót bằng này. Đúng không ạ? Bỏ sót mất 228 trường hợp nếu như chúng ta lấy ở cái mốc này. À xin lỗi, bỏ sót hai trường hợp. Đúng không ạ? Đây là ví dụ có cái đường kẻ này cho dễ nhìn. Và chúng ta đặt phần trăm thì nếu như chúng ta lấy cái mốc là gì? Nếu chúng ta lấy cái mốc là 320, nếu mà lớn hơn 320 thì có nhồi máu, thì có nghĩa là chúng ta gì ạ? Chúng ta xác định được 37% trường hợp và chúng ta bỏ sót bằng này. Đúng không ạ? Và không có trường hợp nào, nếu chúng ta lấy cái mốc là 320 thì không có trường hợp nào mà không nhồi máu lại bị cho vào là nhồi máu cả. Đúng không ạ? Thế nếu như mà như này thì thực ra mới xác định có 37% các trường hợp thì không hợp lý lắm. Bởi vì nối một khoa mà nhận bệnh nhân vào viện mà bỏ sót đến 63% thì có chấp nhận được không ạ? Cho nên là cái việc mà cân nhắc là dùng cái điểm cắt nào ấy là rất phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng kết quả để làm gì. Đúng không ạ? Nếu để sàng lọc bệnh nhân thì sao? Thì cần độ nhạy cao hay là sao ạ? Cần là bỏ sót ít bệnh nhân thôi, không bỏ sót càng tốt. Còn không đặc hiệu thì đã có bước tiếp theo để nó chẩn đoán tiếp rồi. Thế cho nên là gì, tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng, kết quả nghiên cứu, kết quả sàng lọc mà chúng ta phải lựa chọn cái điểm cắt. Thế nhưng bây giờ nếu chúng ta chọn điểm cắt thấp hơn ở đây đi, thì như vậy là chúng ta chỉ bỏ sót có 1% thôi, nhưng mà sẽ đưa bao nhiêu người vào ạ? 33% những trường hợp không nhồi máu bị xác định là có nhồi máu nếu như điểm cắt là gì ạ? Là 40, đúng không ạ? Nếu điểm cắt là 40 thì chúng ta chỉ bị bỏ sót có mỗi một cái anh ở dưới này thôi, 1% thôi. Nhưng mà chúng ta lại đưa thêm bao nhiêu người ở đây vào? 99%, à 33%. 33% những cái ông không bị nhồi máu nhưng lại bị xếp vào loại có nhồi máu. Nếu như mà sàng lọc thì ok vì ta còn nhiều bước, nhưng nếu đấy là chẩn đoán gì ạ? Xác định để đưa ra điều trị thì cái thằng không 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 bị nhồi máu mà đưa vào điều trị có nguy hiểm gì không? Thầy phải cân nhắc, đúng không ạ? Thì phải cân nhắc trong những trường hợp này. Nếu như mà gì ạ, chúng ta dùng cái điểm cắt mà nó ảnh hưởng là đưa bệnh nhân vào điều trị nhiều quá mà họ không bị bệnh thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ, vấn đề về kinh tế của bệnh nhân, vấn đề về tinh thần của bệnh nhân, vấn đề về thời gian làm việc của bệnh nhân. Nhưng nếu chúng ta bỏ sót nhiều quá thì mà nguy hiểm cho bệnh nhân thì chúng ta lại phải chọn gì ạ? Ví dụ ung thư chẳng hạn, thì thà bắt nhầm để gì? Sàng lọc bắt nhầm để ta đi tiếp bước khác. Còn hơn là bỏ sót, bởi vì sao? Nếu mà ung thư mà bỏ sót thì bệnh nhân sẽ chết sớm. Ví dụ thế. Nhưng nếu mà những cái bệnh gì mà nó không quá nguy hiểm mà chúng ta bắt nhầm xong chúng ta bắt người ta điều trị tốn kém ấy, ảnh hưởng đến thời gian làm việc, ảnh hưởng đến kinh tế thì có khi lại là cái mà chúng ta phải cân nhắc. Cho nên là các cái câu hỏi về lựa chọn cái điểm cắt nào trong xác định cái nghiệm pháp chẩn đoán là cái mà chúng ta phải quan tâm. Thì trong nghiên cứu ở đây thực ra đơn thuần chúng ta chỉ tính thôi, nhưng mà cân nhắc để lựa chọn thì nó phải phụ thuộc vào cái bối cảnh là chúng ta sử dụng để làm gì. Thế độ nhạy là gì ạ? Độ nhạy là gì? Là khả năng mà phát hiện những trường hợp có bệnh của một test. Có nghĩa là gì ạ? Là những trường hợp có bệnh mà dương tính, đúng không ạ? Còn độ đặc hiệu là gì ạ? Độ đặc hiệu là những trường hợp không có bệnh mà âm tính. Tỷ lệ phần trăm những trường hợp không có bệnh mà âm tính, có nghĩa là phần trăm những thằng âm tính trong thằng không có bệnh thì là độ đặc hiệu. Còn độ nhạy là gì ạ? Là phần trăm những thằng dương tính trong số những thằng có bệnh. Cái hai cái này rất hay nhầm với cái khái niệm về giá trị dự đoán dương tính và giá trị dự đoán âm tính, rất hay nhầm nếu như kênh chúng ta không quen xác định. Nhưng mà độ nhạy là khả năng phát hiện bệnh của một một test. Độ đặc hiệu là khả năng xác định trường hợp không có bệnh của một test. Đơn giản là như thế, hay là loại trừ các trường hợp không có bệnh. Thế còn giá trị dự đoán dương tính thì thường hay dùng trong lâm sàng hơn. Giá trị dự đoán dương tính là khả năng những trường hợp dương tính mà có bệnh, tức là một bệnh nhân đến với chúng ta mà có một xét nghiệm dương tính thì người bác sĩ lâm sàng thường là hay dùng cái chỉ số này là gì à, với bệnh nhân này dương tính thực, nhưng mà nếu chúng ta biết cái chỉ số rồi chúng ta biết à cái test này nếu mà dương tính thì thường là khoảng bao nhiêu phần trăm là có bệnh thực sự, còn lại là dương tính giả đấy. Thì cái khả năng cái giá trị dự đoán dương tính là dùng cho bác sĩ lâm sàng nhiều.
Nhưng mà cái phần mà độ nhạy với độ đặc hiệu là dùng cho gì ạ? Dùng cho việc là xác định xem là chúng ta có nên sử dụng cái test đấy trong chẩn đoán hay trong sàng lọc hay không. Đấy. Thế còn giá trị dự đoán dương tính và âm tính là dùng rất nhiều trong lâm sàng. Ví dụ như với một cái trường hợp sử dụng một cái test nào đấy mà bác sĩ thấy bệnh nhân âm tính hay dương tính thì bác sĩ dựa vào cái kết quả là giá trị dự đoán dương tính và âm tính thì xác định khả năng trường hợp người này dương tính đấy nhưng mà khả năng có bệnh là bao nhiêu. Dương tính có khi thế nhưng mà cái dự đoán dương tính nó chỉ hai mấy phần trăm thì một ông kết quả dương tính. Nhưng mà cái giá trị dự đoán dương tính của cái test đấy nó chỉ là 20% thôi thì bác sĩ biết ngay là nếu bệnh nhân dương tính với cái test này thì chỉ có 20% hoặc là 0,2 xác suất là họ bị bệnh thực sự thôi chứ còn chưa chắc họ đã bị bệnh, ví dụ như thế. Thì cái này dùng rất nhiều trong việc là suy luận lâm sàng của các bác sĩ. Giá trị dự đoán dương tính và giá trị dự đoán âm tính đều là như vậy. Thì cách tính như thế nào ạ? Cách tính là đây là ví dụ về tình trạng, cái ví dụ vừa rồi đấy. Là chúng ta đặt cái tình trạng nhồi máu ở cái cột này theo cái tiêu chuẩn vàng là có nhồi máu hay không có nhồi máu. Thì theo cái tiêu chuẩn vàng ấy thì là có 230 bệnh nhân thực sự là nhồi máu và 130 bệnh nhân thực sự là không nhồi máu theo tiêu chuẩn vàng. Nhưng mà với 360 người này, nếu chúng ta dùng cái điểm cắt của cái xét nghiệm creatinine kinase là 80, nếu như là lớn hơn bằng 80 thì chúng ta thấy là cắt được cái điểm này thì có 231 người dương tính, tức là nghi ngờ nhồi máu. Và có gì ạ? 129 người âm tính, tức là nghi ngờ là không có vấn đề gì. Thì chúng ta thấy là trong số 231 này thì thực sự chỉ có bao nhiêu người có bệnh thực sự ạ? 215, bởi vì đây là người được chẩn đoán bằng gì? Bằng chuẩn vàng rồi. Và như vậy là chẩn đoán nhầm mất bao nhiêu? 16 trường hợp. Và 114 trường hợp không có bệnh thực sự và chẩn đoán cái thằng không có bệnh mà cho nó là có bệnh thì là bao nhiêu ạ? À, cái thằng có bệnh mà cho nó là không có bệnh là mất 15 trường hợp, tức là bỏ sót 15 trường hợp nếu như chúng ta dùng kết quả là ở mức điểm cắt là 80, đúng không ạ? Thì độ nhạy ở đây là gì các anh chị? Độ nhạy trong trường hợp này là gì ạ? 215 chia cho 230 chuẩn. Đúng rồi ạ. Có nghĩa là gì? Số trường hợp có bệnh mà gì? Mà dương tính, đúng không? Tổng số trường hợp có bệnh đây. Nhưng mà dương tính là 25. Cho nên là gì? Độ nhạy sẽ bằng 25 chia cho 230 bằng A chia cho A cộng C, đúng không ạ? Độ đặc hiệu sẽ bằng gì ạ? Độ đặc hiệu bằng bao nhiêu? Độ đặc hiệu là số trường hợp không có bệnh mà âm tính. Số trường hợp không có bệnh ở đây là bao nhiêu? Không có bệnh thực sự đấy, theo chuẩn vàng đấy. Số trường hợp không có bệnh là bao nhiêu nhỉ? 130, đúng rồi, mà âm tính là bao nhiêu? Thế bằng độ đặc hiệu sẽ bằng bao nhiêu? 114 chia 130 thì đấy là độ đặc hiệu. Không hiểu cái slide độ đặc hiệu, độ nhạy của tôi đâu mất rồi. Còn độ giá trị dự đoán dương tính thì sao ạ? Giá trị dự đoán dương tính lại ngược lại là số trường hợp dương tính mà có bệnh. Số trường hợp dương tính ở đây là bao nhiêu? Số trường hợp dương tính mà có bệnh thì số trường hợp dương tính ở đây là bao nhiêu? 231, đúng không ạ? Và có bệnh thì là bao nhiêu? 25. Như vậy là giá trị dự đoán dương tính sẽ bằng bao nhiêu ạ? 215 chia cho 231 và thực sự là giá trị dự đoán dương tính rất là cao, tức là bằng 93%. Như vậy nếu như một bệnh nhân đến viện và được xét nghiệm kinase, creatinine kinase ra lớn hơn bằng 80 thì người bác sĩ lâm sàng khi mà nhận cái kết quả đấy của bệnh nhân thì sẽ nói được là gì ạ? Xác suất người này thực sự có bệnh là 93%. Cho nên là khá là cao đấy, đúng không ạ? Khá là cao. Nghi ngờ này rất gần với thực tế rồi, đúng không ạ? Thế còn giá trị dự đoán âm tính sẽ bằng gì ạ? Số trường hợp âm tính mà không có bệnh là bao nhiêu? Số trường hợp âm tính mà không có bệnh là bao nhiêu nhỉ? Âm tính tổng số là 129 mà không có bệnh ở đây là 114, cho nên sẽ bằng 114 chia cho 129 thì bằng 88%. Như vậy với một người có kết quả xét nghiệm là âm tính, nếu như lấy điểm cắt là creatinine kinase nhỏ hơn 80 thì bác sĩ sẽ nói là gì ạ? Cái khả năng anh này không có bệnh là 88%. Như vậy là vẫn còn bao nhiêu ạ? 12% cái khả năng là anh ấy có bệnh nhưng mà bị gì ạ?
bị đưa nhầm, đúng không ạ? Kết quả nhầm. Và chúng ta lưu ý là gì ạ? Cái giá trị dự đoán dương tính và âm tính nó sẽ bị thay đổi trong cái bối cảnh là gì ạ? Cái số người mắc bệnh bệnh đấy ở cái địa bàn chúng ta nhiều hay ít. Độ nhạy, độ đặc hiệu thì không liên quan gì đến tỷ lệ hiện mắc cả, nhưng mà riêng giá trị dự đoán dương tính và âm tính thì lại bị tác động bởi tỷ lệ hiện mắc. Cho nên nếu như một cái test dương tính cùng cái test đấy thôi, dương tính mà ở trong quần thể bệnh viện thì cái khả năng mà gì ạ? Xác định bệnh nó tốt hơn là ở cộng đồng, bởi vì ở cộng đồng có ít bệnh nhân, cho nên là một cái test dương tính ở cộng đồng thì khả năng người người đó bị mắc bệnh thực sự lại thấp hơn. Đấy là do gì ạ? Đấy là do cái độ cái tỷ lệ hiện mắc nó khác nhau, tí nữa chúng ta sẽ xem ạ. Thì đây là cái đặc điểm của cái test này. Đây ạ, đây là một cái trong cái trường hợp này các anh chị nếu mà có cái file thì mở ra xem. Thì chúng ta thấy là tính tỷ lệ hiện mắc trong cái trường hợp này, nếu như quần thể nghiên cứu của chúng ta tính là 360 thì tỷ lệ hiện mắc ở đây sẽ bằng gì ạ? 230 chia cho 360. Tỷ lệ hiện mắc là gì? Là số trường hợp có bệnh trong tổng số trường hợp được khám hay là được điều tra, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này chúng ta có 360 bệnh nhân nhưng tỷ lệ thực sự mắc bệnh là 230, bởi vì đây là cái gì? Đây là được chẩn đoán theo chuẩn vàng rồi. Thì tỷ lệ hiện mắc ở đây là gì? Rất cao, 64%, tức là trong 100 bệnh nhân vào viện thì có 64% là bệnh gì ạ? Là mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Tỷ lệ hiện mắc rất là cao, nhưng cũng vẫn với lại cái gì ạ? Với cái test này mà nếu như mà tỷ lệ hiện mắc ở cộng đồng chẳng hạn, cái độ nhạy, độ đặc hiệu test không thay đổi. Thì gì ạ? Nếu như ở cộng đồng, ví dụ như chúng ta có ở đây là gì? Số lượng người rất nhiều như này, 1837 cộng với lại đây là gì? Tức là 2200, đúng không ạ? Chúng ta tính trong cái bảng này thì độ nhạy và độ đặc hiệu không hề thay đổi. Nhưng mà gì? Chỉ vì là tỷ lệ hiện mắc nó thay đổi, cho nên là gì? Cái giá trị dự đoán dương tính nó đang từ 90%, 93%, nó chỉ còn có 46%. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta xét nghiệm trong cộng đồng, cái số lượng mà dương tính giả nó nhiều hơn ấy, thì sao ạ? Thì cái giá trị dự đoán dương tính của nó thấp hơn. Khi mà cái tỷ lệ hiện mắc nó giảm đi, ở đây nó là bao nhiêu nhỉ? Nó là 64%, vẫn độ nhạy, độ đặc hiệu đấy, test đấy vẫn là test đấy. Nhưng mà khi chúng ta xét nghiệm ở cộng đồng thì cái giá trị dự đoán dương tính chỉ còn 46%. Như vậy khi một bệnh nhân ở cộng đồng mà được xác định dương tính bằng cái test này thì sao ạ? Thì cái khả năng một cái người đấy thực sự có bệnh chỉ còn là 46% thôi. Đấy, không còn nhiều, bởi vì cái tỷ lệ hiện mắc trong cộng đồng nó không có nhiều như trong bệnh viện, cho nên cái giá trị dự đoán dương tính của nó thấp đi. Chúng ta về chúng ta tính lại ở trên cái bảng này, chúng ta thấy là độ nhạy không thay đổi, độ đặc hiệu không thay đổi, chỉ thay đổi mỗi tỷ lệ hiện mắc thôi. Tức là số người thực sự có bệnh ở trong quần thể nó giảm đi. Cái tỷ lệ phần trăm người có bệnh trong quần thể nó giảm đi thì nó làm cho cái khả năng dự đoán dương tính và dự đoán âm tính nó thay đổi. Thì như vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta đánh giá cái giá trị của nghiệm pháp chẩn đoán tùy theo cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta sử dụng cái nghiệm pháp chẩn đoán đó để xác định, đưa ra quyết định lâm sàng, hay là để lựa chọn test, thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến các chỉ số khác nhau. Nếu như bác sĩ lâm sàng mà đã sử dụng một cái test rồi thì chúng ta chỉ cần biết là gì? Test đấy dương tính thì khả năng bệnh nhân thực sự bị bệnh là bao nhiêu, hay test đấy âm tính thì khả năng thực sự là bệnh nhân không có bệnh là bao nhiêu. Thì đấy là hay sử dụng trong thực tế hành nghề. Thế còn thì trong nghiên cứu hay là trong việc là xác định đưa ra là có sử dụng cái test đó hay nghiệm pháp đó hay không thì người ta lại dùng độ nhạy và độ đặc hiệu. Bây giờ tôi quyết định là tôi có đưa dùng cái test này vào trong quy trình chẩn đoán bệnh nhân hay không thì tôi phải quan tâm đến độ nhạy và độ đặc hiệu, đúng không ạ? Thì đấy là những cái chỉ số rất là cơ bản của cái nghiệm pháp chẩn đoán. Các anh chị có hỏi gì không ạ? Có gì bối rối ở đây không? Tôi biết là trong học viên ấy thì khi mà học cái phần này thì rất là hay bối rối giữa cái độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự đoán dương tính và âm tính ạ. Chúng ta đã rõ cái khái niệm chưa ạ? Có ai chưa rõ thì mạnh dạn giơ tay ạ, thì để chúng ta trao đổi, bởi vì cái đấy là cái cốt lõi của cái phần chỉ số này ạ. Ừ, em hỏi đi. Thank you.
Đúng rồi. Đúng rồi. Thì trong trường hợp như vậy thì chúng ta phải tính nó trên cái nền tảng của Việt Nam, bởi vì về mặt nguyên tắc ra thì độ nhạy độ đặc hiệu nó không thay đổi. Nó không thay đổi về độ nhạy độ đặc hiệu, nhưng mà cái giá trị mà chẩn đoán của nó sẽ thay đổi ở trong những cái điều kiện mà cái số lượng gọi là tỷ lệ mắc bệnh nó khác nhau. Thì mình là người làm lâm sàng thì mình phải gọi là nhận thức được cái điều đấy. Thì về mình phải tính lại. Tức là ví dụ như ở châu Âu thì hay là ở phòng khám tuyến trung ương thì bao giờ bệnh nhân nhồi máu cơ tim nó cũng nhiều hơn là tuyến tỉnh đúng không? Bởi vì có thể là tuyến tỉnh bệnh nhân nó không đến. Cho nên là khi mà bác sĩ tuyến tỉnh áp dụng cái test này để mà đưa ra cái quyết định là mình nghi ngờ bệnh nhân này nhiều hay ít ấy, thì bác sĩ phải tính lại cái tỷ lệ phải tính lại cái giá trị dự đoán dương tính, thì đặt nó lên trên cái tỷ lệ hiện mắc thôi thì tính lại được, không có vấn đề gì cả. Khi em biết cái độ nhạy độ đặc hiệu, em có tỷ lệ hiện mắc thì em sẽ tính ra được giá trị dự đoán dương tính và âm tính, tính ngược lại thôi, đặt vào bảng này và tính ngược lại là ra. Giống như chúng ta làm phương trình ý, chúng ta có mấy thông số này rồi thì chúng ta tính ngược ra thông số khác. Đúng rồi, thì mình mới hình dung được cái giá trị dự đoán dương tính và âm tính của nó. Nhưng mà độ nhạy độ đặc hiệu của một test về mặt nguyên lý là không thay đổi. Trừ trường hợp là em làm nó thay đổi là bởi vì cái quy trình mà em xét nghiệm đấy nó sai hoặc là nó khác. Môi trường mà em xét nghiệm nó khác thì có thể là làm cho độ nhạy độ đặc hiệu. Ví dụ cái quy trình chẩn đoán dương tính, chẩn đoán một cái tên cái bệnh nào đấy nhé, nó đã có protocol chuẩn rồi mà về em làm em thay đổi cái protocol chuẩn đấy đi thì có thể nó sẽ làm sai lệch kết quả, thì đấy là do không phải do bản chất của cái test mà do cái người thực hiện. Thì mình cũng phải luôn luôn là nhận thức cái điều đấy trong thực tế đấy. Chứ còn một bản chất một cái test em xét nghiệm kinase, creatinine kinase ở bên kia hay bên này mà em dùng cùng một hồ sơ, dùng quy trình, cùng một cái máy thì không thể nào mà nó lại khác về độ nhạy độ đặc hiệu được đấy. Nhưng mà nó có thể khác với đi do con người gây ra hoặc do quy trình gây ra. Các bạn khác có hỏi gì không ạ? Thực ra là giá trị dự đoán dương tính và âm tính là có ý nghĩa lâm sàng nhiều hơn độ nhạy và độ đặc hiệu. Độ nhạy độ đặc hiệu hay dùng cho nghiên cứu thôi, đúng không ạ? Đôi khi có một số nghiên cứu thì người ta báo cáo cái tỷ lệ chẩn đoán đúng, tức là chẩn đoán âm tính đúng và chẩn đoán dương tính đúng cộng vào với nhau thì ra cái tỷ lệ chẩn đoán đúng, thì người ta cũng báo cáo cái đấy, người ta đánh giá đấy là gì ạ? Đấy là cái giá trị của nghiệm pháp chẩn đoán. Thì đây là những cái chỉ số chính ạ. Chúng ta còn chỉ số là gì ạ? Khả năng phân biệt bệnh và không bệnh của test nữa. Người ta dùng cái ROC analysis thì cái này dùng cũng rất là nhiều. Chữ ROC là viết tắt của Receiving Operator Characteristic Analysis. Phân tích AUC là viết tắt của chữ là Area Under the Curve, tức là diện tích vùng dưới đường cong của ROC. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần đấy. À đây là cái phần mà tôi vừa giải thích đấy ạ. Cái công thức đấy ạ. Đúng không ạ? Đây là công thức tính độ nhạy độ đặc hiệu, giá trị PV là predicted positive predicted value và PV âm tính là negative predicted value, đúng không ạ? Mà còn cái dưới cùng là prevalence. Thì đấy là cái công thức tính ạ. Cái này các anh chị học, các bạn học sàng lọc rồi, sàng tuyển ở dịch tễ là chúng ta nắm rõ cái phần này rồi. Bây giờ cho một ví dụ để chúng ta tính xem chúng ta có tính được không ạ? Dùng test đo hàm lượng đường máu để chẩn đoán bệnh đái tháo đường cho một nhóm gần 10.000 người, gồm 10.000 người. Trong đó thì biết rằng là có 500 bệnh nhân đã được chẩn đoán đái tháo đường. Và sử dụng tức là 500 bệnh nhân chẩn đoán đái tháo đường là thực sự là bị bệnh đấy, chuẩn vàng đấy. Và sử dụng test này thì cho kết quả dương tính trên 2.250. Tức là chỉ có 500 người bị bệnh thôi nhưng mà test dương tính trên 2.250 người. Và trong số dương tính chỉ có 350 người mắc bệnh thực sự. Câu hỏi đặt ra ở đây là gì ạ? Độ nhạy, độ đặc hiệu là gì? Giá trị dự đoán dương tính và âm tính là bao nhiêu? Chúng ta thử tính xem nào. Lập bảng đi ạ. Chúng ta sẽ có bảng là gì? Theo cái cột vừa rồi đấy ạ. Đây là có bệnh. Đây là không bệnh, đây theo chuẩn vàng đúng không ạ?
Còn đây là gì ạ? Test dương và test âm. Đây là tổng. Tổng ở đây là bao nhiêu các anh chị? Cột này là bao nhiêu ạ? Có bệnh mà dương tính là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu nhỉ? Tổng số có bệnh là bao nhiêu? Viết ở đâu nhỉ? Đây à? Có tính được ra các cái chỗ khác không? Tổng dương tính ở đây đúng không? 2250. Vâng, thế là chúng ta tính ra được các cái dữ kiện này đúng không ạ? Có tính được độ nhạy, độ đặc hiệu không ạ? Đúng chưa? Độ nhạy sẽ bằng cái gì ạ? Các anh chị? Bao nhiêu ạ? À, vâng, đúng rồi đấy ạ. Độ đặc hiệu sẽ bằng gì ạ? Độ nhạy bằng độ đặc hiệu bao nhiêu ạ? 7600 là số trường hợp gì? Âm tính mà không có bệnh. Ở đây âm tính là bao nhiêu nhỉ? 600. Số trường hợp không bị bệnh mà âm tính. Số trường hợp không bị bệnh ở đây là bao nhiêu? 9500 và âm tính ở đây là 7600, cho nên độ đặc hiệu sẽ bằng 7600 chia cho 9500 bằng 80%. Giá trị dự đoán dương tính bằng bao nhiêu ạ? Thế là thấp hay cao? Giá trị dự đoán âm tính. Vâng. Giá trị dự đoán âm tính là gì ạ? 98%. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta thấy là tại sao mà cái giá trị dự đoán dương tính nó thấp như thế? Bởi vì sao ạ? Bởi vì tỷ lệ mắc bệnh rất là cao, rất là thấp. Có 500 mà trên tận 500 trường hợp bị bệnh thực sự trên tổng số là gì? 10.000. Do cái tỷ lệ hiện mắc bệnh á, tỷ lệ hiện mắc bệnh chỉ bằng có 500 chia cho gì ạ? Chia cho 10.000 thôi là có mấy phần trăm? 5%. Cho nên là cái giá trị dự đoán dương tính chỉ có 15,6%, rất là thấp, đúng không ạ? Đấy ạ. Ở trong STATA nó có cái lệnh để chúng ta tính cái này. Đấy là lệnh DAGT. Các anh chị copy cái file D này vào cái folder ADU ở trong STATA chưa ạ? Đây ạ, các anh chị thấy là có cái các anh chị vào cái folder mà test tài liệu test chẩn đoán ấy. Các anh chị thấy có cái folder D này này. Các anh chị copy toàn bộ cái này, bốn cái file bởi vì là nó không có sẵn ở trong STATA, nhưng mà tôi không biết là trong cái STATA các anh chị có khi có ai đó đã copy cho các anh chị rồi, có thể có rồi, thì các anh chị copy toàn bộ mấy cái file này này vào cái tệp ADU ở trong STATA. Cái máy của tôi nó hơi khác một chút, các anh chị vào program file á. Đây này, có cái tệp ADU này này. Vào cái đường dẫn của STATA, copy vào cái tệp ADU. Trong cái ADU này nó có cái folder tên là folder D, số D. Đây. Đây có folder tên là D, thì các anh chị copy bốn cái file đấy vào cái folder D này, các anh chị tìm thấy chưa ạ? Bởi vì đây nó là lệnh mà người ta viết thêm ý, thì không hiểu là chúng ta có không ạ? Em tìm thấy chưa? Có vào chưa? Đây, có vào đây rồi ạ. À, ok, thế tốt rồi. Có ai chưa có được không? À, em vào program file đi, ra C đi, ra Explorer đi. Đây, bấm vào đây, bấm vào đây.
Có ai siêu cót được không nhỉ? Ở đây à? Ờ, program file đi. Program file của em nó ở đâu? Trong C hay trong D? Không phải rồi. Đấy đấy, program file x kìa, x86 rồi, bấm vào x86. Xem có data trong đấy không? Đi xuống dưới. Từ từ nói chậm thôi. Không có data trong này đúng không? Data của em nó ở ngoài luôn. Ngoài cũng có mà, em bấm vào program file trên đi. Cái trên ấy, không phải em backpack nè. Đấy, program file đấy, thử xem nào. Phải trực tiếp nó vẫn phải nhảy vào đâu chứ. Không thể nào không được. Của em nó ở đâu? Của em ở trong data của em. Của em là setup. Setup. Em có vào đâu? Thử vào setup đây xem nào. Anh Nghĩa có xe đẹp thật lên nữa. Anh tên là Nghĩa nhỉ? Cái của cô em đào về chưa? Cái của cô Giang hôm nay ấy. Em đào về chưa? Cái ổ tê của cô Giang ấy. Em đào về chưa? Của em được không? Em chả biết là có được chưa. Đâu? Thế nào? Nó không phải đây, em phải có vào tập ADU cơ. Đâu? ADU ạ. À đúng rồi, thế vào đây được rồi gì? Vâng. À, ừ, thế được rồi, thế ok rồi. Có ai chưa có? Chưa có được không? À của em có sẵn rồi à? Là đã có ADU rồi gì? Cô vừa bảo là phải replay cái tại sao của việc câu lệnh của phần mềm SATA replace cái ổ D đi, D đi, tất cả những câu lệnh liên quan đến chữ D, D là không, em chỉ mở ra em copy vào thôi chứ đừng có replace. Em copy cái ấy này thôi này, đây này, tại vì là trong cái phần mềm SATA thì mỗi một cái folder này nó là tên của các cái câu lệnh mà có bắt đầu bằng chữ D hay là chữ E. Thì đây nhá, mình đi ra từ ngoài này. Thì mình vào cái phần mà mình đang cài SATA. Ví dụ như trong máy mình thì nó ở application, nó có SATA install mark đây này. Thì mình mở cái này ra thì mình sẽ thấy là nó có cái tập folder ADU là tập tất cả các lệnh mà SATA nó để riêng ra thành một cái folder riêng. Thì trong cái tập ADU này nó có rất là nhiều các cái lệnh khác nhau. Và cứ bắt đầu bằng chữ cái gì thì là nó sẽ rơi vào cái folder đấy. Cho nên D ở đây thì mình phải mở cái D này ra. Và mình dán cái lệnh đấy vào. Của mình ở đây trong thấy rất nhiều, mình đã dán vào đây rồi và nó có rất nhiều lệnh D khác chứ không phải chỉ có bốn cái lệnh D đấy đâu. Nhưng mà bốn cái lệnh D đấy là bốn cái lệnh D mới mà SATA cơ bản nó không có. Mà mình phải download ở trên xuống. Mọi người cài được vào chưa? Có ai không cài được không? Của em có chưa? À được rồi hả? Ừ, thế là tìm thấy nó ở đâu? À không phải B, ok. Nếu mà ai đã cóp rồi thì chúng ta lại ra SATA bình thường. Đúng ạ, và lệnh của nó là DAGT. Ở đây viết tắt là Diagnostic Test. Nó viết tắt của cái chữ đó, đúng ạ. Thì lưu ý là gì ạ? Lưu ý là chúng ta sẽ có chữ cú pháp lệnh là gì ạ? Là chúng ta sẽ viết cái bệnh mà được chẩn đoán tiêu chuẩn vàng trước là cái biến số tên bệnh. Và sau đấy là cái kết quả của test. Thế thì ở đây có hai vấn đề. Một là đối với cái lệnh DAGT này này là họ chấp nhận là bệnh phải là 1 và 0. Đúng không ạ? Biến bệnh ấy là 1 và 0 và biến test cũng là 1 và 0. Test dương tính và test âm tính. Thế còn đối với lại những cái test mà nó lại ra kết quả định lượng ấy thì chúng ta không dùng cái DAGT này được mà chúng ta lại phải chuyển nó về lệnh gì ạ? 1-0. Để gì ạ? Để mà chúng ta phân tính cái độ nhạy và độ đặc hiệu. Cái lệnh DAGT này nó giúp cho chúng ta tính độ nhạy và độ đặc hiệu. Cho nên là nếu như mà chúng ta là có biến số dưới dạng là ví dụ như xét nghiệm ra kết quả là 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5,
1,6 vân vân ấy, mà ra kết quả xét nghiệm ấy, nếu mà biến của chúng ta test mà nó là cái dạng này ấy, thì chúng ta phải chuyển nó về dạng 1,0 bằng cách là chúng ta phải chọn một điểm cut off nào đấy. Ví dụ như là đối với cái creatinine kinase là họ phải cut off là 80 đúng không? Ví dụ như chúng ta chọn điểm cut off là đây, thì có nghĩa là trên này thì bằng 0 và dưới này bằng 1. Như vậy là chúng ta phải chuyển cái biến số test này sang cái biến số là test dương âm. Đúng không ạ? Thì tất cả những trường hợp này sẽ là âm và đây sẽ là dương. Phải chuyển nó về gì ạ? Biến 1,0 như thế trước khi mà chúng ta dùng cái lệnh này. Thế còn nếu mà chúng ta để định lượng như thế này thì chúng ta không dùng cái lệnh DAGT được, bởi vì bản chất của cái lệnh DAGT là chúng ta tính độ nhạy và độ đặc hiệu cho cái bảng 2x2 ấy. Đấy, cho nên là chúng ta phải chuyển, và lưu ý là bệnh là một là bệnh và không là không bệnh. Chứ còn trong cái số liệu mà chúng ta có ấy, mà chúng ta lại để bệnh là 2 và không bệnh là 1 ấy, là nó sẽ hiểu bệnh là 1 và không bệnh là 2 thì nó sẽ hiểu 2 là có bệnh và 1 là không bệnh, thì nó bị sai. Cho nên là phải lưu ý là chuyển về biến 1,0 hết. Thì cái này là chúng ta lưu ý. Thế còn cái DAGT này, TI này, này là lệnh trực tiếp, thì chúng ta chỉ nhập ABCD theo cái bảng ở trên vào thôi, để chúng ta tính trực tiếp. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái bộ số liệu là audit đi. Các anh chị trong cái file số liệu tôi gửi ấy, thì có một cái file tên là file audit. Đây ạ, cái audit này là cái số liệu mà cái nghiên cứu của tôi, cho nên tôi cũng thấy sử dụng nó khá là tự tin, chứ không dùng số liệu của người khác. Các anh chị mở được chưa ạ? Đây, nó nằm trong cái file dữ liệu mà gửi cho mọi người đấy. Số liệu test chẩn đoán này, xong vào cái giá trị chẩn đoán. Ừ, tên là audit đây này. Được chưa ạ? Thì vào Stata mở cái file đấy ra, thì chúng ta sẽ xem số liệu trước. Trong cái số liệu test chẩn đoán và folder giá trị chẩn đoán thì có mấy cái file, và trong đấy cái file đầu tiên tên là audit. Đây là cái nghiên cứu mà của tôi cái hồi làm nghiên cứu sinh, thì tôi có làm cái gọi là gì nhỉ, đánh giá giá trị của cái bộ câu hỏi audit trong chẩn đoán sàng lọc lạm dụng rượu bia ở cộng đồng. Thì cái bộ câu hỏi này nó có 10 câu thôi, và dùng cái bộ câu hỏi này để người ta sàng lọc những trường hợp mà đến các trạm y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ấy, để mà chẩn đoán xem là người này có nghi ngờ vấn đề về lạm dụng rượu bia không, bởi vì lạm dụng rượu bia nó là một cái mã chẩn đoán trong ICD-10. Nhưng mà cái bộ mà để chẩn đoán ICD-10 nó vô cùng dài, mà phải có bác sĩ tâm thần mới chẩn đoán được. Thì cái này nó không cần phải bác sĩ tâm thần, mà nó chỉ có 10 câu mà chẩn đoán sàng lọc tại cơ sở y tế. Cho nên là nó ngắn gọn hơn rất là nhiều. Thì cái bộ này được Tổ chức Y tế Thế giới họ khuyến cáo. Thì đây là cái bộ số liệu đấy ạ. Tôi đã bỏ hết tên bệnh nhân đi rồi và chỉ còn mã số thôi. Thì tổng số quan sát của tôi là 485 người. Và đây có tuổi giới hôn nhân, rồi đây là cái điểm, một cái biến là điểm tổng của audit, tức là 10 cái câu hỏi này này. Thì nó cho cái điểm tối đa là 10 điểm. Và gì ạ? Xin lỗi, cho câu hỏi tối đa là 26 điểm, nếu tôi nhớ không nhầm là 26 điểm. Và cái biến dependence này là biến 1,0, tức là chẩn đoán gì ạ? Đây ạ, cái biến này đây, cái cột này này. Là chẩn đoán của bác sĩ tâm thần, tức là để mà làm được cái đánh giá này tôi phải có một cái hoạt động là tôi hỏi 485 người bằng bộ câu hỏi audit. Sau đó thì tôi sẽ phải mời bác sĩ của Viện Tâm thần Trung ương cũng phỏng vấn khám trên cái bệnh nhân đấy. Và cái anh đấy không biết gì kết quả của audit cả, anh đấy sẽ đưa ra chẩn đoán là bệnh nhân này có vấn đề về nghiện rượu hay không. Thì đấy là cái cách làm. Và sau đó thì hai cái kết quả này được nhập vào bộ số liệu. Và cái điểm ban đầu của nó là điểm tổng audit này, từ 10 câu hỏi thì ra cái điểm tổng này. Và ở đây thì phải dùng cái cut off là gì ạ? Theo khuyến cáo Tổ chức Y tế Thế giới là 8 điểm trở lên thì được coi là có vấn đề về rượu, tức là vấn đề nghiện rượu. Thì như vậy đây là gì ạ? Trong cái bộ số liệu này, dependent chính là gì? Chuẩn vàng, theo chuẩn đoán của bác sĩ tâm thần và có protocol cẩn thận. Còn audit là bộ câu hỏi sàng lọc. Thì bây giờ tôi đang muốn đánh giá giá trị của audit trong chẩn đoán gì ạ? Nghiện rượu. Thì đấy là cái bộ câu hỏi. Thế thì bây giờ để xem là bộ câu hỏi audit ở với cái điểm cắt là 8 điểm trở lên được coi là có nghiện rượu thì có cái giá trị chẩn đoán như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải dùng lệnh là gì ạ? DA
TAGT đúng không ạ? Và bệnh ở đây là gì ạ? Bệnh ở đây sẽ là biến gì? Biến dependent đúng không ạ? Và test ở đây sẽ là gì ạ? Sẽ là audit đúng không ạ? Đấy ạ, khi chúng ta đánh lệnh là DAGT dependent là bệnh 10 và audit cũng là 10. Tôi xem số liệu tôi không thấy có bị nhầm là 2 là bệnh và 1 là không bệnh. Số liệu toàn là 10 rồi, ok rồi. Thì đây chúng ta sẽ ra là họ nó sẽ lập cho chúng ta một cái bảng giống như bảng của chúng ta là ABCD đấy ạ. Và đây là cái mà chúng ta quan tâm này. Như vậy là đối với cái trường hợp này thì cái tỷ lệ hiện mắc của nó là bao nhiêu ạ? Có 3,5% thôi, rất là thấp đúng không ạ? Và cái tỷ lệ hiện mắc nó dao động khoảng tin cậy như thế này. Và đây là độ nhạy của test đấy ạ, độ nhạy của cái audit đấy ạ. Với điểm cắt là 8 điểm trở lên là có vấn đề về rượu thì có cái độ nhạy là 88,2% và độ đặc hiệu là gì ạ? 90,8%. Và đây đặc biệt là nó lại có thêm cả cái rock area nữa, tức là diện tích vùng dưới đường cong của rock. Tí nữa chúng ta sẽ xem cái khái niệm này sau. Nhưng đây là cái điểm này cũng khá là cao. Đúng không ạ? Thì trong cái phân tích này ý, thì chúng ta thấy là nó ra gì ạ? Độ nhạy, độ đặc hiệu, diện tích vùng dưới đường cong của rock. Giá trị dự đoán gì ạ? Dương tính có 25,9% thôi, bởi vì cái tỷ lệ hiện mắc nó rất là thấp. Và giá trị dự đoán âm tính là 90,5%. Như vậy, giải thích ở đây là như thế nào ạ? Với điểm cắt là 8 điểm trở lên ở audit, sử dụng bộ câu hỏi audit với điểm 8 điểm trở lên thì cái khả năng phát hiện một trường hợp có bệnh là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu? Cái khả năng phát hiện một trường hợp có bệnh hay là nói là xác suất có bệnh, xác suất mà audit trên 8 ở một người có bệnh là bao nhiêu ạ? Có bệnh thực sự là bao nhiêu ạ? Xác suất có điểm audit từ 8 trở lên ở một bệnh nhân nghiện rượu là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Đúng rồi. Xác suất mà có điểm audit từ 8 trở lên ở một bệnh nhân nghiện rượu là 88%. Ngược lại, một người có audit từ 8 điểm trở lên thực sự bị nghiện rượu là bao nhiêu phần trăm? Là bao nhiêu? Đúng rồi, chuẩn đấy ạ. Đúng ạ. Như vậy là với cái hỏi là gì ạ? Một người có điểm 8 audit trở lên thì cái xác suất thực sự bị bệnh của họ, bị bệnh nghiện rượu của họ là 25,9%. Nhưng một người bị bệnh thực sự thì xác suất có điểm audit 8 trở lên là 88,2%. Được chưa ạ? Như vậy là cái bộ này khá tốt đấy, mà chả mất công gì cả, chả cần bác sĩ tâm thần, đúng không ạ? Mà cũng có thể phát hiện được tương đối nhiều rồi đấy, 88%. Đúng không ạ? Và thực sự cái bộ này thì nó cũng được khuyến cáo bởi Tổ chức Y tế Thế giới ở rất nhiều các cái nơi mà không có bác sĩ tâm thần, để sàng lọc bệnh và đưa lên tuyến trên. Những trường hợp nào dương tính với audit thì đưa lên tuyến trên để cho khám tiếp và có cái biện pháp giải quyết tiếp. Và đặc biệt những nước như là nước Nga những năm trước đây ý, thì cái việc mà lạm dụng rượu bia rất là nhiều, thì cái việc sàng lọc rất là quan trọng, chứ không hề không quan trọng. Bởi vì anh phát hiện được bệnh nhân sớm, anh có xử trí và anh yêu cầu bệnh nhân phải thay đổi cái chế độ sinh hoạt. Ở đây có một số chỉ số mà mấy có thể các anh chị sẽ hỏi, đấy là gì ạ? Likelihood ratio dương tính là gì ạ? Là cái tỷ số những trường hợp có bệnh mà dương tính chia cho chỉ cho những cái trường hợp không có bệnh mà dương tính bởi một cái test, đúng không ạ? Cũng hay, người ta cũng hay báo cáo, nhưng mà thông thường thì người ta hay để ý đến độ nhạy, độ đặc hiệu, diện tích vùng dưới đường cong, gì ạ? Giá trị dự đoán dương tính và âm tính. Còn cái này thì đôi khi người ta cũng quan tâm, nhất là bác sĩ lâm sàng. Tức là cái khả năng một người có bệnh mà dương tính chia cho cái khả năng một người không có bệnh mà dương tính là bao nhiêu. Đấy. Thì ở đây nó là 9,6. Như vậy là khá cao. Tức là cái khoảng cách giữa cái người có bệnh mà dương tính chia cho cái người không có bệnh mà dương tính ấy khá là cao. Thì như vậy là cái test đấy khá là có giá trị, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà gì ạ, cái ông không có bệnh mà dương tính, à cái ông có bệnh mà dương tính chia cho cái ông không có bệnh mà dương tính mà lại khoảng cách nó chỉ là 1 hay 0 phẩy mấy thôi, thì cái test đấy chả có giá trị gì, không có giá trị phân biệt gì cả. Thì đấy là gì ạ? Đấy là độ nhạy và độ đặc hiệu. Và chúng ta đi sang một cái chỉ số quan tâm cuối cùng, nhưng mà dùng rất nhiều trong nghiên cứu. Ở đây tôi có cái bộ số liệu của một cái nghiên cứu sinh mà tôi cũng hỗ trợ phân tích số liệu cách đây mấy năm.
liên quan đến cái phình mạch não thì thôi các anh chị về tìm hiểu thêm, cũng khá là hay. Thì ta bỏ qua cái phần đấy, chúng ta sang cái phần phân tích gốc. Cái chỉ số cuối cùng của ngày hôm nay là cái phần phân tích gốc. Gốc là chữ viết tắt của Receiving Operating Characteristic, là một cái hình thức phân tích mà người ta lập cái bản đồ, lập cái sơ đồ giữa gì ạ, nối các điểm cắt giữa độ nhạy và một trừ đi độ đặc hiệu. Và cái này nó có ý nghĩa gì ạ? Nó có ý nghĩa là đánh giá cái khả năng phân biệt giữa trường hợp bệnh và không bệnh của nghiệm pháp chẩn đoán. Như vậy là nếu như khả năng phân biệt giữa trường hợp bệnh và không bệnh của một test chẩn đoán càng cao thì như vậy test đấy càng có giá trị. Và cái giá trị của cái diện tích của vùng dưới đường cong của gốc thì nó dao động từ 0,5 cho đến 1. Và đây là cái đánh giá của nó, từ 0,9 đến 1 là rất tốt, tức là nếu như mà cái đường cong của gốc ấy, cái diện tích vùng dưới đường cong của gốc ấy mà nó bằng 1 có nghĩa là phân biệt tuyệt đối, tất cả trường hợp bệnh và không bệnh là tôi phân biệt chính xác tuyệt đối. Thì như vậy là diện tích vùng dưới đường cong của gốc sẽ bằng 1. Thế còn nếu như mà càng nhỏ hơn 1 và càng sát với 0,5 có nghĩa là việc phân biệt giữa bệnh và không bệnh chỉ như là gì ạ? Chỉ như là may rủi thôi, chả có giá trị gì cả. Cho nên là đây là một cái thang để chúng ta tham chiếu. Nếu như mà gốc mà từ 0,8 đến 0,9 thì là tốt, mà từ 0,9 đến 1 là rất tốt, 0,7 đến 0,8 là trung bình, và 0,6 đến 0,7 thì rất kém, là kém và rất kém. Như vậy là gì ạ? Đây là cái ví dụ về đường cong của gốc đây ạ. Đây ạ, thì thường là không bao giờ cái đường cong này nó nằm ở dưới cái này, bởi vì độ nhạy người ta các cái điểm cắt đây ạ. Ví dụ đây là mỗi một cái chấm 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 này này là một cái điểm cắt. Ví dụ như creatinine kinase của chúng ta chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta lấy điểm creatinine kinase là 80 thì nó ở đây. Ví dụ như là 60 thì nó ở đây, 40 thì nó ở đây, ví dụ như thế. Thì đây là gì ạ? Đây là các cái nó nối cái độ nhạy và cái một trừ đi độ đặc hiệu ở tại các điểm cắt khác nhau của bộ công cụ. Thì sao ạ? Thì nó sẽ ra được cái vùng dưới đường cong của gốc. Và cái vùng dưới đường cong của gốc đây ạ. Đây là vùng dưới đường cong của gốc. Và nếu như vùng dưới đường cong của gốc mà nó cái biểu đồ ấy mà nó sát lên đây này, tức là nó vuông thành sắc cạnh như này, nó đến tận 1, thì có nghĩa là khả năng phân biệt bệnh và không bệnh của cái test đấy rất là tốt. Thì đây là một cái test mà chính là cái test về sử dụng cái creatinine kinase của đấy ạ. Thì chúng ta sẽ thấy là so sánh giữa dùng cái CK thì nó ra là diện tích vùng màu xanh đấy, nó ra diện tích là dùng vùng dưới màu xanh chính là cái vùng này, thì nó bằng 0,74 là cái giá trị phân biệt giữa bệnh và không bệnh là như vậy, tức là nó được ở cái mức độ là gọi là trung bình, đúng không ạ? Thế thì cái lệnh ấy, để mà trong Stata ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Đối với lại phân biệt sử dụng cái phân tích gốc này để đánh giá cái khả năng phân biệt giữa bệnh và không bệnh của một test là dùng cái lệnh gốc tác, là lệnh thông thường, tức là chúng ta chỉ cần xác định xem là khả năng giữa bệnh và không bệnh của một cái test nào đấy, và sau đó chúng ta đánh D để cho nó ra cái bảng chi tiết, và sau đó thì chúng ta đánh GR để cho nó ra graph, tức là ra cái biểu đồ vừa rồi. Còn nếu chúng ta không muốn có biểu đồ thì chúng ta bỏ qua cái GR này, chính là graph. Chúng ta có thể vẽ bằng cái audit cũng được ạ. Chúng ta có thể thử đi ạ. Đây ạ, cái số liệu audit thì nếu như chúng ta chỉ vẽ bằng cái đây ạ, ROC. ROC tab. Bệnh ở đây là gì nhỉ? Bệnh ở đây là dependent, đúng không ạ? Và test ở đây là gì ạ? Nếu như chúng ta lấy cái biến số audit, tức là biến 10 nó cũng ok nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ra gì ạ? Cho graph luôn cho dễ nhìn. Nó chỉ ra có mỗi một cái chấm thôi. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây audit nó chỉ là 1 và 0 thôi mà. Thì chúng ta thấy là diện tích vùng dưới đường cong trong cái dùng audit này nó là 0,8952, tức là cũng khá cao, đúng không ạ? Ở điểm cắt là không, là điểm audit bằng 8. Bởi vì chúng ta chỉ có 0,1 thôi thì nó ra cái đường cong của gốc. Nó không có nhiều điểm mà nó chỉ có nối giữa cái độ nhạy ở tại cái điểm mà audit bằng 8 và độ 1 trừ đi độ đặc hiệu bằng 1 trừ của audit bằng 8. Nó chỉ ra cái này thôi,
đúng không? Chúng ta có thể cóp cái bảng này vào được, và đây chúng ta thấy là nó sẽ ra đây này, nó cả ra cái độ nhạy độ đặc hiệu, nhưng mà thực ra nó chỉ có giá trị ở cái chỗ giữa này thôi, đúng không ạ? Và đây là chúng ta thấy được cái khoảng tin cậy của diện tích vùng dưới đường cong của ROC là cái khoảng này, tức là dao động từ 0,8 cho đến 0,97. Như vậy là nó không chứa 0,5. Cái này chúng ta lưu ý là nếu như mà diện tích vùng dưới đường cong của ROC mà khoảng tin cậy của nó chứa 0,5 có nghĩa là không có giá trị gì cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi ROC, diện tích vùng dưới đường cong của ROC bằng 0,5 ấy có nghĩa là gì? Là cái sự phân biệt bệnh giữa bệnh và không bệnh nó chỉ như là may rủi thôi. Tức là trong trường hợp ấy mà diện tích vùng dưới đường cong của ROC bằng 0,5 hoặc là có cái khoảng tin cậy nó chứa 0,5 có nghĩa là bằng đúng cái khoảng này này. Thì thực ra là cái sự khác biệt giữa bệnh và không bệnh của một test ấy nó chỉ là do may rủi thì không có giá trị gì cả. Cho nên là một cái phân tích diện tích vùng dưới đường cong của ROC thì cái khoảng tin cậy của nó không được chứa 0,5. Đấy, nếu mà chứa 0,5 thì có nghĩa là cái khả năng phân biệt giữa bệnh và không bệnh của cái nghiệm pháp chẩn đoán đấy là không có giá trị gì cả và không phân biệt được, bởi vì là nó cũng chẳng hơn gì may rủi. Thì đấy là hai cái phần mà chúng ta phải lưu ý khi chúng ta đọc cái diện tích vùng dưới đường cong của ROC. Thì đây là cái biến 1,0 thì chúng ta sẽ không nhìn thấy nhiều giá trị lắm. Nhưng nếu như chúng ta dùng cái điểm audit thì các anh chị thấy là trong cái dãy số liệu chúng ta có cái điểm là total audit, tức là nó sẽ có điểm audit bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 4, bằng 26. Thì ở đây chúng ta vẫn dùng lệnh ROC tab được và chúng ta sẽ nhìn được cái diện tích, chúng ta sẽ nhìn thấy cái ROC ở các cái điểm khác nhau. Vẫn là bệnh, vẫn là dependent và biến test vẫn là total audit. Và ở đây chúng ta có thể ra D này và graph này. Thôi D trước đi để xem cái bảng trước. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ra cho chúng ta gì ạ? Độ nhạy và độ đặc hiệu ở từng cái điểm cắt một. Chúng ta thấy không ạ? Rồi ra cái tỷ lệ chẩn đoán đúng ở từng điểm cắt một và cái likelihood ratio dương tính, likelihood ratio âm tính ở từng cái điểm cắt một. Và ở đây nếu như chúng ta muốn là người chọn ấy, xem điểm cắt nào là tối ưu thì chúng ta sẽ phải tùy theo cái lựa chọn chúng ta sẽ lựa chọn cái độ đặc hiệu cao hay là độ nhạy cao. Nhưng nếu mà ở điểm cắt lớn hơn bằng 8 thì chúng ta thấy đây là cái mà chúng ta chọn đấy ạ. Thì nó sẽ cho một cái chỉ số là tỷ lệ chẩn đoán đúng á là 90% và cái độ gọi là gì nhỉ? Cái khả năng một trường hợp có bệnh mà dương chính tính chia cho một cái trường hợp không có bệnh mà dương tính là 9,6%, là khoảng cách cũng tương đối lớn. Thì ở đây chúng ta sẽ chấp nhận ở cái mức này theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Còn nếu như chúng ta lấy ở cái mức cao hơn ấy, ví dụ như là lên tận đây ấy, thì cái khả năng phân biệt là tuyệt vời, đúng không ạ? Tức là nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái độ nhạy này rất là thấp thì không chấp nhận được, thì người ta hoàn toàn có thể nhìn vào cái số liệu này để người ta chọn cái điểm cắt. Đấy là một cách, đúng không ạ? Và trong cái bảng này thì cái diện tích vùng dưới đường cong nói chung nó bằng 0,93, tức là thể hiện cái test này rất là tốt, đúng không ạ? Cái audit này rất là tốt. Bây giờ chúng ta dùng cái biểu đồ, đúng không ạ? Để chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy ở các cái điểm cắt khác nhau. Đây ạ, điểm cắt từ 0 cho đến 22 nó ở đây. Đây, điểm cắt số 22, tức là audit bằng 22 thì nó ở đây. Thì chúng ta sẽ nhìn vào đây để chúng ta lựa chọn xem là ở cái điểm cắt nào ấy thì nó cho, nếu mà chúng ta là điểm cắt ở đây nhé, thì cái diện tích vùng dưới đường cong nó sẽ bằng điểm này này, nối với điểm này và nối với cái điểm này thì nó rất nhỏ. Nhưng nếu mà ở đây chẳng hạn thì nó sẽ bằng từ đây này, nối với cái điểm này và nối với đây thì điểm cắt lớn này. Và dường như là điểm cắt lớn nhất nó ở chỗ này, là cái điểm này này. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì đây là chúng ta sẽ lựa chọn các cái điểm cắt tối ưu tùy theo cái chúng ta mong muốn là độ nhạy hay độ đặc hiệu. Thì với những trường hợp mà cái biến test của chúng ta nó ra số liệu định lượng thì phân tích ROC này nó rất là hay, để nó giúp chúng ta nhìn ra xem là ở cái điểm cắt nào mà chúng ta gì ạ, có cái diện tích vùng dưới đường cong của ROC lớn nhất, và thứ hai là độ nhạy và độ đặc hiệu nó phù hợp với lại cái mong đợi của chúng ta nhất. Thì chúng ta phân tích ROC là như vậy. Và ở đây thì cái lệnh của STATA ấy, nó lại có một cái hay nữa là chúng ta có thể so sánh giữa hai test trong chẩn đoán một vấn đề. Thì
Thì chúng ta dùng cái lệnh ở trong cái file này này, nó có cái lệnh là gì ạ? Rocom, đúng không ạ? Thì người ta so sánh được giữa hai test, ví dụ test 1 và test 2. Đây ạ, cái Rocom này là Rocom B đấy ạ. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta so sánh cái diện tích vùng dưới đường cong của ROC của hai test, và như vậy chúng ta sẽ nhận định được là hai cái test này có sự khác biệt về giá trị chẩn đoán hay không. Nếu như cái sự khác biệt về diện tích vùng dưới đường cong của ROC nó có ý nghĩa thống kê thì có nghĩa là có sự khác biệt trong khả năng chẩn đoán. Thế còn ngoài ra nó có cái lệnh ROCom nữa, ROCvol nữa, có nghĩa là gì ạ? Là ví dụ chúng ta so sánh nhiều test nhưng mà chúng ta muốn lấy một cái test để làm chuẩn để so sánh với các test khác thì chúng ta dùng lệnh ROCgol, nhưng về cơ bản bản chất nó cũng không khác gì so với cái ROCom cả, tức là nó vẫn là so sánh giữa các cái test khác nhau trong chẩn đoán một cái vấn đề hay chẩn đoán một bệnh. Thì trong cái dữ liệu về nhồi máu cơ tim ấy, nó có nhiều các cái test khác nhau, một cái test là creatinine kinase, rồi một cái test về troponin để xác định nhồi máu cơ tim ấy, thì chúng ta có thể lấy để làm ví dụ để gì ạ, để chúng ta thực tập cái bài này. Thì các anh chị có thể mở cái số liệu đấy ra để chúng ta thử nốt cái này và sau đó thì chúng ta nghỉ, bởi vì hình như là 11 giờ thì các anh chị lại có đây ạ. Thì cái bộ số liệu này các anh chị thấy là trong cái số liệu này ấy, thì nó có mấy cái test, một là mã số của bệnh nhân này, creatinine kinase này, và đây là chẩn đoán vàng tức là nhồi máu cơ tim đấy, và đây là cái gì đấy, troponin, tức là các cái chỉ số này. Thì bây giờ nếu mà sử dụng hai cái chỉ số này để chẩn đoán nhồi máu cơ tim thì xem cái nào có giá trị hơn cái nào, thì chúng ta có thể dùng ROC, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta lại đánh cái lệnh là gì ạ, ROC ROCcom, đúng không ạ, ROCcom B, chuẩn vàng đây rồi. À, để xem cái này đã chuyển sang dạng 1-0 chưa? Chúng ta phải lưu ý số liệu là phải dạng 1-0 rồi, ok. Đây là chuẩn vàng, đúng không ạ? Là nhồi máu cơ tim. So sánh cái này với cái này, đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì ạ? Nó sẽ ra là gì ạ? Cái diện tích vùng dưới đường cong của ROC đối của creatinine kinase là 0,74. Ủa, cái này nó cũng xem nhau, đúng không ạ? Cái này cũng 0,7492, chênh nhau có chút xíu thôi. Thế và cái diện tích này đặc biệt là nó cũng có giá trị bởi vì nó không có chứa gì ạ? Nó có không có chứa số bao nhiêu ạ? Không có chứa 0,5, đúng không ạ? Và giữa hai cái test này ấy, thực ra nó không có giá trị gì bởi vì là so sánh cái diện tích vùng dưới đường cong của ROC này bằng cái test khi bình phương ấy thì nó ra cái P này gì ạ? Lớn hơn 0,05, có nghĩa là hai cái test này thực ra không có giá trị khác biệt trong chẩn đoán gì ạ? Trong chẩn đoán nhồi máu trong sàng lọc chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Thế còn nếu chúng ta muốn xem graph nữa thì chúng ta lại phải đánh cái chữ graph vào đằng sau, đúng không ạ? Đấy ạ, ra cái hình giống như là cái ở trong slide của tôi, đúng không ạ? Thế là chúng ta thấy nó cũng xem nhau, cho nên là cái diện tích vùng dưới đường cong của ROC nó cũng khá là trùng nhau trong chẩn đoán gì ạ? Trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Thì đấy là gì ạ? Đấy là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến gì? Đến đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán, bao gồm tính tin cậy, tính giá trị cũng khá nhiều các cái chỉ số, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng khá rõ ràng. Thì không biết là như vậy là chúng ta có kappa để chẩn đoán tính tin cậy này. Thế rồi là có gì ạ, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính, hệ số chẩn đoán đúng dương tính, hệ số chẩn đoán đúng âm tính, và gì ạ, diện tích vùng dưới đường cong của ROC là những cái chỉ số rất là cơ bản, rất là basic đấy ạ, cho đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán. Thì trong cái folder mà tôi gửi các anh chị thì có các cái bài tập và cũng có số liệu, thì nếu các anh chị có thời gian thì cố gắng là thực hành ở trên đấy thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái bài ngày hôm nay. Không biết là các anh chị có hỏi gì không ạ? Và nếu như ai muốn tìm hiểu thêm về kappa thì có thể vào Stata đánh hep kappa hay là hep DAGT hay là hep ROC. Nó còn một số các lệnh ROC regress nữa cơ, tức là so sánh giữa các nghiệm pháp chẩn đoán mà có
nghiệm pháp chẩn đoán đấy thì tốt hơn ở người già hay người trẻ hay ở nam hay ở nữ? Nó có những cái lệnh là rock regret nữa nhưng mà nó hơi phức tạp. Thì trong cái thời gian mà nó cũng rất là có hạn thì tôi cũng chỉ xin giới thiệu những cái basic như vậy để các anh chị nếu như ai có nhu cầu thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm, tức là chúng ta có một số các cái chỉ số để chúng ta tìm hiểu thêm hoặc là có thể trao đổi thêm sau này. Thế còn cơ bản ngày hôm nay đấy là những chỉ số chính, thì không biết các anh chị có hỏi gì không ạ? Có ai hỏi gì không ạ? À đấy, tức là cái đấy câu hỏi đấy rất là hay và thực ra không có câu trả lời tuyệt đối. Bởi vì cái điểm cắt đấy nó phải dựa vào gì ạ? Cái mục đích chúng ta sử dụng cái nghiệm pháp để làm gì? Để sàng lọc thì ta cần độ nhạy cao, để chẩn đoán thì ta cần độ đặc hiệu cao, và nó phải tùy theo cái bệnh.